nịch, nó trói ra trên lại, nó giật dây chuyền, nó tháo lắc, nó cướp nhẫn, nó giật bông tai dựng được nó thắt luôn cái lỗ tai. Nhớ chưa? Chưa đâu. Mà cái tên trộm này nè, đặc biệt cái người nó nhớt y như là con ếch vậy đó. Nó nhớt lại à, khi mà chủ nhân nó chụp được nó vụt cái đi y như con ma da vậy đó, không nắm được nó. Bật đèn lên thì thấy dưới nền nhà những chất nhầy màu đen. Nghe chưa? Vậy là ma rồi chứ còn gì nữa. Ma có cái gì? Tào lao không mà. Ma nào mà đi ăn trộm vàng, cả đời chưa thấy chuyện này bao giờ à. Tính tới thời điểm này đó, coi như cái xẻo lá mình đó là xảy ra 3 vụ cướp vàng rồi. Và cái vụ cướp thứ tư đó sẽ được cảnh giác trong nay mai. Trời, thôi thôi, chú nói làm như chú không nói không ai biết vậy. Chị sợ không? Chú nói gì ai mà không sợ. Bữa nay ba đời em bước sang gia đình chị á, rất quan ngại số vàng chị đeo trên người. Chị là người phụ nữ đeo vàng nhiều nhất cái xẻo lá này. Chị là mục tiêu của tụi nó đó. Tôi thấy ba đời nói đúng đó. Bây giờ là mình phải tìm cách mà phòng tránh trước đi. Anh Tư, coi như là bây giờ bắt tay vô bắt cái tụ cướp này đó, chúng tôi được quyền mà anh danh đặt cái chuyên án này là chuyên án ma nhớt. À, chú làm như chú là thám tử trên TV vậy. Trời, chị Tư, chị Tư không biết ba đời này là gì à? Nó yêu cái thiện, nó yêu cái lành, à không, nó ghét cái ác, phải giết trừ tận gốc thì ba đời này mới ngủ yên được. Bây giờ chúng ta có ý kiến gì về vấn đề vàng dòng của chị Tư đây? Ờ, không mấy bây giờ bà đem hết số vàng bà bán đi, đừng lấy tiền mình cất. Không có được, đây toàn bộ là đồ kỷ niệm không à. Dòng vàng á là của má tôi cho trước khi mà đám cưới với ông đó. Rồi còn chiếc nhẫn này nè, ông nhớ không? Sinh nhật vừa rồi ông tặng cho tôi nè, thành ra đồ không có bán được. Rồi thôi thì cách đó được, thì giờ mấy bà tháo vàng mà cất hết đi. Khi nào mà qua cái đợt mà ma nhớt này đó thì bà lấy ra bà đeo lại. Thôi thôi thôi, đây là toàn là những cái đồ mà giật mất ly thân của tôi rồi. Ông biết tánh tôi rồi, không đeo tôi kiểu không có được. Với lại biết tới chừng nào mà ma nhớt nó hết ăn trộm. À, nếu như chị Tư quyết định như vậy đó, thì bây giờ tôi xin bàn với các chuyên viên là chúng ta tạm đình chỉ chuyên án lại. Chúng ta phải toàn bộ lực lượng bảo vệ chị Tư. Nếu như ma nhớt xuất hiện bất cứ lúc nào, chúng ta chỉ có cách là Alehab chụp đầu nó thôi. Lực lượng bây giờ dồn bảo vệ chị Tư trước. Thế sao? Tôi mà bắt được cái con ma nhớt, tôi đánh cho nó chèm bẹp luôn. Đụng tới bà nhà tôi là không có ổn với tôi đâu à. Vì tình cảm của chồng, tôi cũng sẽ quyết tâm để chống lại con ma nhớt. À, mà có hai cái thằng già mình à, rủ ma nhớt vô sao mình chống lại nó. Hay là điện thoại gọi bảy cò về. Nhưng mà để mẹ con hai nhái bên đó thì cũng không được, nguy hiểm lắm mà. Vậy thôi, điện thoại cho con hai nhái về, thằng bảy cò ở bển coi con. Được, như vậy đi. Tôi xin mình bầu là hai nhái là lên trợ lý của là trưởng ban chuyên án. Chị sẽ là trưởng ban hậu cần, anh sẽ là phó ban hình sự. Ai làm trưởng ban vậy? Theo tôi luôn đi. À, trước khi á bắt tay vào chuyên án, trưởng ban muốn nhìn thấy những cánh tay của các cộng sự. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Bà ơi, bà sao mà đau nhức dữ vậy? Bà ngủ cái gì mà như chết vậy không biết? Nó nhớt lại à, khi mà chủ nhân nó chụp được nó vụt cái đi y như con ma da vậy đó, không nắm được nó. Bật đèn lên thì thấy dưới nền nhà những chất nhầy màu đen. Bà à, ma nhớt, ma nhớt. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ma nhớt. Trời ơi, ma nhớt. Tiếng của tía. Mở đèn ra. Dạ. Trời ơi, trời ơi, tía ơi, tía mày.
Trời ơi, bầm dập ở trời rồi má con, bà tính giết tôi phải không? Trời đất ơi, tự nhiên nửa đêm nữa không? Ông nắm tay tôi làm gì? Làm tôi tưởng mà nhớ. Trời ơi, bà kỹ cái nửa đêm tôi kêu bà làm cái gì? Cho nên tôi nhức mình quá, tôi định kêu bà lấy chai dầu. Chưa kịp chết mà đâm tôi túi bụi quá. Dầu? Ai biểu tới chơi lớn quá làm gì? Thôi thôi, còn đứng làm gì? Đi vô, lấy thuốc đỏ, tôi cho tí mày đây lên. Ông người có sao không ông? Trời ơi, sao mà cái xấu tôi nó khổ dữ vậy? Lần trước cái vụ ăn trộm cũng má con bà đập tôi. Rồi bây giờ tới mai nhớ cũng má con bà đập tôi. Tôi sống với bà con ngày chắc tôi đi chầu ông bà xong quá. Ui à. Ơi, nè bà, sao có cái bẫy chuột ở đây vậy? Tôi tính đặt bẫy con ai nhớ. Trời đất ơi, muốn đặt bẫy thì phải nói cho chồng con biết để mà né tránh chứ. Trời ơi, nếu nữa cãi nhau nữa cái chuyện của con nè. Thôi, bà đi vô trong lấy đồ ăn con nhỏ coi, lẹ. Hết nói luôn. Điền điền tích tích bất say di. Là gì vậy? Nho hả? Rau nào sau nấy. Chuyên án mà nhất sắp tuyên bố phá sản. Cộng sự đã từng nghe câu này chưa? Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Bậy ngang. Tôi dù sao cũng lớn tuổi chú à, đừng có nói cái giọng đó à. À xin lỗi anh chị Thư Ách nếu lỡ đụng chạm. Nhưng xin lỗi, trong chuyện này anh chị ngu thiệt. Xin lỗi, bây giờ rõ ràng đó là trong cái tác chiến này nè, là chúng ta không có đồng bộ trong cái hành động để xảy ra hậu quả là âu cái đù à, là âu cái u cái đầu à, là o cái dù, là o cái dù. Quá tệ. Úi da, âu cái đù nữa. Úi da. Thì giờ nhà con mới ngồi lại tìm hướng giải quyết này chú ba. Hay tôi tính vậy đi, bắt đầu kể từ ngày mai tôi sẽ không ngủ, tôi sẽ thức canh con Mai Nhớ. Khi mà nó đột nhập vô nhà thì tôi sẽ biết liền. Bà thức đi, thức chừng 3 đêm liền thôi. Là đêm thứ tư đem bà đem chôn luôn hả? Thì bây giờ á, mình thay phiên nhau. Cứ người này ngủ, người kia canh. Còn người kia canh thì người kia ngủ vậy đó. Đúng, thà vậy đi. Cứ bà cứ canh đi, tôi ngủ, phải không? Rồi xong có tôi ngủ bà canh, cái bà canh của tôi ngủ. Ê, ông tính gì khốn vậy? Lộn, thay phiên nhau, người canh người ngủ, ừ, được chưa? Mệt ghê á, tự dưng có Mai Nhớ mà nhét gì vô đi chi á, không có đêm nào mà ngủ thẳng cẳng được. Mày làm tao hú hồn. Má mới làm tao hú hồn á. Sao tự nhiên má không đi ngủ đi mấy lần chi? Nên tới giờ má gác đâu. Trời ơi, tao ngủ không có được. Mày biết không, hay cái nhắm con mắt lại là
tao cứ thấy cái bàn tay nhất nhất của con Mai nhất, nó sờ vô cái tay của tao. Trời ơi ghê quá. Thôi mày đừng có kể nữa, mày kể nổi hết da gà lên rồi nè. Thì đó, bởi vì tao thấy ghê ghê, làm sao mà tao ngủ được. Tao ngủ không được hả? Vậy thôi má gác giùm con nha, con đi ngủ. Con đội ơn má. Trời ơi, giờ nó giao cho mình. Ba, làm gì mà ngồi im ru như là hòn giọng phu vậy trời? Ba, sao vậy? Ba, trời đất, sao vậy nè? Ba, nhây, trời đất ơi, sao vậy? Ba, sao vậy? Con má mày sao vậy nè? Nè, má, trời, má ơi, trời, cái kiểu này là chắc thức mấy đêm rồi bị tụi huyết áp rồi. Má ơi, nè, điện thoại cho thằng Tèo. Qua chở má mày thì xá liền. Dạ. Lẹ lên, lẹ đi. Ma nhớt đâu không thấy, mà nạn nhân mỗi ngày mỗi tăng. Nhà anh chị Tư bây giờ giống như cái trạm xá vậy. Tôi khổ tâm hết sức. Mà theo con thấy á, xua đuổi cái vận hạn này dễ ẹc à. Sao con? Má chỉ cần á bán hết số vàng ở trên người coi như là xong, quá đơn giản đúng không chú ba? Ồ, công nhận con nhái nha, chú ba bái phục con nha. Bây đưa ra ý kiến tất quốc. Ý kiến của con á chỉ là giải quyết phần ngọn, không giải quyết là tận gốc được. Muốn cho cái sẹo lá này bình yên á, túm từ cúp giống như là trùm bao bố ông giò vẽ vậy đó, bứng tận gốc giống như nhổ rễ chanh mà nấu nước uống cho nó mát người vậy đó. Nó mới tởn. Ừ. Đúng đó chú ba, nếu mà tiêu diệt được thì tốt, chứ cái kiểu mà ăn không ngon ngủ không yên gì hoài nó khổ quá. Thưa anh chị, cách không phải là không có, nhưng mà cái cách của tôi là cần gì vậy? Cần cả gia đình chị hợp tác. Ồ, cần gì vậy? Trời. Thôi, có mấy người trong nhà nói đại đi. Bày đặt tỏ ra bí hiểm, mệt quá đi. Rồi bây giờ đây nè, dựa trên cái nỗi đau của con nhái. Chú ba này, con biết là con bị phụ tình, mà con đâu có muốn đâu. Sao mà chú ba cứ nhắc đi nhắc lại hoài vậy? Ý trời đất ơi, mày muốn chú ba tặng bài chất quấn hay gì vậy? Chú ba nó nỗi đau là nỗi đau cái giò của con kìa. Vậy hả? Ủa cái đó thì có liên quan gì? Liên quan chứ sao không liên quan Tư? Nó liên quan ở chỗ này nè, nó dẫm lên cái bẫy chuột. Đã, thì giờ mình cứ nghĩ là cái con ma nhớt này nó giống như là con chuột đi. Bây giờ anh muốn bắt chuột thì sao? Phải nhử mồi. Như vậy kế hoạch bắt tên ma nhớt này bằng cách cho lò vào mặt cưa trộn lại tạc cho người nó y như là con gà mà lăn bột chiên vậy đó. Đúng rồi, cách này hay á. Kế hoạch bắt cướp đến đây là hoàn hảo. Yeah. Yeah. Chú công an tự phong. Sao vậy hời? Có tiêu diệt được con ma nhớt chưa? Chán lắm luôn á. Tiêu diệt chưa có được, mà hàng xóm mà ùn ùn kéo nhau mua vàng, chẳng khác nào xúi dục con ma nhớt sanh con đẻ cháu. Ờ ha. Trời ơi, ai mà gan dữ trời vậy chú công an tự phong? Mày nữa hả? Thiếp tự ít mày chứ ai? Trời ơi. Trời đất ơi, trên đời như thế ta không thấy ai lãng như cái bà đó. Sao vậy? Bà yêu vàng hơn yêu chồng. Ồ. Ê, mà trên đời có người lãng hơn bà luôn kìa. Ai? Ông thưa hết, ông yêu bà hơn yêu vàng. À. Đó, cho nên bây giờ bà muốn nhiêu là ông đáp nhiêu. Bay biết là ông tặng bà bao nhiêu vàng không? Nhiêu? Nửa ký vàng. Trời ơi, thánh thần ơi trời. Má con bà kiếm chỉ vàng để không ra nữa. Thiếm Tư không còn chỗ đeo vàng, bà cũng gán bà mua vàng bà đeo. Công nhận thấy ham thì chứ. Ôi, không ham đâu mày ơi. Đeo vàng cỡ đó hả, chẳng khác nào mời ma nhớt về nhà. Bà Lít nói chú ba chịu á,
Bây giờ chú bay dặn tụi bay nè, nếu tụi bay thương Thiếm Tư á, làm ơn đừng có bếp phép cái chuyện nữa, cái vàng này giùm tao nha. Không khéo sắp tới sớm mình có cháu Phi ăn đó. Thôi, mình đừng có đồn cái vụ nửa cái vàng. Đừng có đồn nữa nha. Mắc công Thiếm Tư chích queo rồi. Vậy thôi, mình không có cháu Phi ăn. Vậy chú công an tự phong dẫn tụi con đi ăn cháu Lòng đi. Nó bị hãnh mà không ăn cháu Phi ăn cháu Lòng á. Lã mà thấy không dính gì hết rồi đà nha. Trời ơi, đúng là chú công an tự phong không có kinh phí chi trời. Hoàn thành nhiệm vụ, con về lo cho con của con đi. Ở đây tía má con với chú ba giải quyết. Yes sir. Quá đã. Chúc mừng chú ba kết thúc vụ trộm thành công. Anh Tư, phải nói rằng chuyên án Ma Nhớt do ba đời làm tổ trưởng tổ điều tra đã kết thúc thành công tốt đẹp. Trời đất ơi, bữa nay mày đặt dùng từ chuyên môn rồi, chuyên án rồi, nó hơi ghê thiệt. Ủa, sao thấy cái tay bà đeo ít vàng vậy? Để bấm đâu? Tôi tháo ra cất bớt rồi. Đeo ít vừa vừa vậy mà nó đẹp, chứ đeo nhiều quá hả, con trộm nó giếng nữa rồi. Nhân danh tổ trưởng tổ chuyên án ba đời, xin ủng hộ chị từ hai tay. Bởi vì vàng dòng ông bà hồi xưa nói rằng đó là vàng trang sức, mình đeo cho nó đủ đẹp thôi. Còn nếu đeo làm của hãy bỏ vô tủ, đừng đeo như vậy ảnh hưởng sinh mạng đó. Mà tôi trong mắt tôi đó, bà không đeo thì vẫn đẹp hơn, không có gì hết trơn á. Chà, mới uống có mấy ly cái bà đặt nịnh tôi ha. Ý bà nói tôi nịnh mà cái miệng gì. Bây giờ tôi là bằng hành động nè. Nè, bằng hành động nè. Ây. Đó, thấy không? Chuyên án Ma Nhớt là kết thúc đó nha. Ba đời nổi tiếng như cái cồn tiên bên Cần Thơ luôn đó. Mày á? Mày tưởng ăn trộm vàng của tao dễ đó hả mày? Ở đâu tới đây? Dạ, tôi làm công nhân á, ở kế bên đây nè. Tôi thấy vợ chồng ông bà nhiều vàng quá, cho nên tôi vô xin miếng vậy mà. Trời ơi. Hơn nữa, ban ngày tôi vô không được, cho nên tôi đợi ban đêm tôi vô. Trời đất ơi. Mà tôi lấy Nhớt tôi bao vô người tôi vậy nè, là để cho muốn ông bà chụp tôi không được chứ. Chà, ăn trộm mà nó cũng tự hào ghê. Không phải là tôi tự hào, nhưng mà tôi đố thằng nào nghĩ ra được ý nghĩ như tôi á. Trời đất ơi, mày đố mày nè. Hóa ra mày là tác giả, mày là đạo diễn, mày làm diễn viên chính đúng không? Mày trùm sớm này phải không? Mày biết ai đây không? Giám đốc sản xuất là cha nội. Mày tác giả mà đạo diễn, mày không có giám đốc xuống, mày đâu có làm nữa. Thôi chú ba, đừng nói nhiều nữa, giờ đưa lên công an xã đi. Tôi xin đến bờ, tôi xin đất ngồi bà, xin đừng đưa tôi lên công an. Xin gì? Xin vàng hả? Mày thấy người ta có vàng nhiều ban ngày, xin đường tôi ban đêm xin hả? Nếu thả mày hả, rồi về mày làm khổ chị em sớm xẻo lá của tao nữa hả? Hả mày, đưa đi chú ba, không có nói nhiều. Mày á, cái này là thanh niên ha, sức dài dai rộng gì nè, khỏe gì nè, mà không chịu lo làm ăn, mà đi ăn trộm, mày thấy không? Tại mày đó, cái mặt tao nè, thấy không? Tô hoa, tô phấn nè, đó thấy không? Thấy chưa? Tôi hứa, từ nay trở về sau tôi không vào ăn trộm nữa, nhưng mà tôi đâu có lấy vàng của bà được đâu. Thôi không hứa gì trơn á, đi lên công an xã đi, đưa đi chú ba. Tôi xin mấy người mà. Xin đây nè, xin đây cho nè, bên đây cho nhiều lắm, trên xã có lịch chiều nó xin lịch. Ông đội, lên xã xin đi, đi, xin đi, mười mấy cũng lịch, đi. Tên cướp ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội và giao tất cả vàng đã cướp được từ ba vụ án trước cho bên công an. Thì nó phải làm như vậy nó mới giảm án chứ. Nhưng mà danh sư xuất cao độ. Ủa, nho nữa. Với một tổ trưởng tổ chuyên án giỏi như em mà không lập ra tổ chuyên án để truyền nghề cho mấy con cháu để giữ làng bình yên, làng mình đã là hơi dở. Em đang suy nghĩ là bây giờ phải lập một cái ban tuần tra để là trị những cái tệ nạn, cái thói hư tật xấu của xã hội. Thôi, dừng lại chú ba. Nội cái nhà này không là đủ rồi, lộn rồi đó. Tôi phải vô nước biển luôn đó chú. Mình phải lập tổ điều tra chuyên án để trừ tà vật yêu chứ chị Tư. Thôi, bỏ vụ chuyên án đi, vô chuyên môn nè. Chuyên môn phải không? Ừ.
Sao? Ổ đi mua ở đâu có gõ nguồn gốc không? Nữa. Bệnh nghề nghiệp. Dạo này kẹt quá mày ơi, mà không biết dây đâu. Ê mà, mấy vuông tôm ông sao rồi? Thôi đi ông ơi, tôi cứ nghĩ là nuôi nó là cho nó ăn thôi. Ai ngờ đâu, nào là phải thức ăn chất lượng cho tôm nè, rồi cái gì mướn bác sĩ thú y về kiểm tra chuồng trại định kỳ. Tôi nói đụng thứ là tiền không à. Coi bộ căng vậy ha. Mà thấy cực quá thôi nghỉ đi, mần ruộng cho khỏe. Đúng rồi, gì mà phức tạp quá trời luôn. Nè, tôi nói cho ông nghe nha, hồi tháng trước xé một chút xíu nữa là chết luôn. Sao vậy? Tôm bệnh, mày phát hiện kịp nha, không kịp một cái là ôm luôn. Trời ơi, tôi mày bệnh sống kêu tao. Ủa, mày biết chữ bệnh tôm hả? Tao biết nước muối ớt. Bậy rồi, cái giống tôm đó là phải luộc chấm muối tiêu mới ngon. Không, tôm nước muối ớt cay cay ăn mới đã. Cái ngữ mà như vậy nè, luộc chấm muối tiêu uống rượu mới đã. Ê, rảnh không, rảnh không? Rảnh. Dắt qua cái vuông tôm kế bên ông ấy nướng, hai đứa nướng ăn nha. Chắc không hết đâu. Vẫn chơi vui mà. Như tao chạy xe ôm gì cũng đâu đủ tiền sống đâu. Tao tính gom tiền đi học sửa xe, mà gom được nhiêu tiền cái chiếc xe nó hư tao đem sửa, cái cục vốn luôn. Xui à. Ê. Hay là giờ mình không có vốn á, mình đi vay ngân hàng đi. Tao thấy người ta vay nhiều lắm á. Thôi đi ông ơi, tôi hỏi rồi, vay ngân hàng phức tạp lắm, thế chấp giấy tờ nhà nữa đó, tí tôi biết cái là chết luôn. Tôi sẽ giúp cho ông. Ông có tiền hả? Với điều kiện là tôi có tiền. Cái thông cảm giờ hẻo quá. Bệnh thiệt. Hình như tao thấy nhà ông Vũ đang sửa chữa gì đó. Ủa? Sao tao nhớ ông đi nước ngoài rồi mà. Ai biết, chắc có lẽ là ông bán cho người ta rồi đó. Ê, mà coi bộ chủ mới giàu lắm á, bữa tới chạy xe hơi về luôn mà. Ôi, ghê vậy? Ừ. Ủa mà dân giàu vậy về sớm mình chi trời. Ồ, cái thằng này, mày sống ở xứ này mà còn chê xứ này nữa. Sao không về? Giỡn chơi hoài, xeo lá xứ mình mà giỡn. Xeo lá, nó xeo lá, xe lá mày. Gì thôi. Má. Con. Má ngồi đi má. Trời ơi, nay đi đâu mà đẹp quá ta. Thì đi chợ chứ đi đâu. Ôi, cho con quạt cho. Ôi, má khát nước không? Con pha trà cho má uống. Bình trà là con mới pha luôn. Ngon lắm. Uống đi. Uống đi. Có gì nói đi. Má. Má. Má biết cô Hà mới mua nhà của chú Vũ không? Có. Má có nghe nói mấy bữa rày. Hả? Rồi sao? Trời ơi, cái cô đó là chủ hụi luôn á. Má chơi không? Chơi lớn không? Chắc ăn không mày? Con nghe nói đó nhiều dây lắm. Lớn có, nhỏ cũng có. Con già Hân á má, má nhớ không? Nó vô hai phần rồi. Con định vô một chút để thử thử coi sao, để kiếm tiền xài Tết. Thôi, người ta ở đâu mới về, biết thế nào mà tin tưởng. Trời ơi, tin chứ má. Xóm mình ai cũng chơi hết trơn á. Má cho con chơi nha. Ừ, nếu có chơi á thì chơi nhỏ nhỏ thử thôi, chứ tao thấy không chắc ăn đâu mày. Nhưng mà má đừng nói tía nha, tía mà biết tía rầy con chết. Biết rồi. Má là tuyệt vời nhất. Ủa, ai giống thằng Tân Còm vậy ta? Đúng rồi, nó rồi. Ý, Tân Còm, đúng không? Còm là hồi xưa, bây giờ ai gọi còm nữa ông ơi? Ê, vậy là Tân Còm. Cũng không có ròm luôn. Ê, thôi Tân bình thường. Tân bình thường. Còn mày là... mày là cái thằng ba gai phải không? Ê, mày ba gai. Ê, duyệt. Ủa, mà mày đi đâu đây? Tao trên thành phố mới về. Ủa, mà mày về chơi hay là về luôn?
chắc là lần này tao về luôn á mày ơi. Vậy hả? Chà, dạo này làm gì mà ăn bận bảnh bao vậy mày? Thì tao làm ngân hàng mày. Theo tao, theo tao. Tao tới mày, tao. Lẹ, vô đây, vô đây. Ngồi đây, trời ơi, bạn bè lâu quá. Ngồi xuống uống luôn ly cà phê của tao. Ê, mà nghe nói mày làm bên ngân hàng thiệt hả? Tao làm ngân hàng thiệt mà. Công ty cử tao về đây á, vì công ty sắp mở chi nhánh ở đây nè. Đưa tao về đây để khảo sát, được á, giao cho tao quản lý luôn. Cho nên sắp tới á, là tao về đây luôn á. Ồ, ngon gì mày? Quá ngon luôn. Ê, mà chỗ bạn bè hỏi thiệt mày câu nha. Mà hôm nay mày khách sáo vậy, hỏi thì hỏi luôn đi. Ê, bên ngân hàng của mày á, có đàng hoàng không? Có giống như bên bấy chỗ mà tín dụng đen không? Mày tào lao, ngân hàng tao là ngân hàng uy tín đàng hoàng. Mày nghĩ thử coi, không lẽ tao về đây tao ở mà tao đi lừa gạt bà con quê mình, rồi mặt mũi tao bỏ đâu? À, cũng đúng. Mà mày đang kẹt hả? Xưa, nghĩ sao vậy? Ba giai tao làm gì có kiểu kẹt tiền, chẳng qua là đôi khi bị thiếu tiền thôi. À, nhưng mà ý tao muốn hỏi là tao mượn giùm cho ông anh tao, tại ông tính vay ngân hàng. Mà mày biết rồi đó, ngân hàng dính tới mấy cái vụ gì mà thế chấp rồi giấy tờ thủ tục nó rườm rà phức tạp lắm. Mà tao thấy bây giờ mà không có thế chấp á cũng khó lắm mày ơi. Ủa mà bộ mày làm ở trong đó mày không có lượt bớt được hả? Làm ở trong đó thì ở trong đó, không phải làm ở trong là muốn gì cũng được đâu. Lỡ anh mày bỏ trốn rồi tao cũng bỏ trốn theo ổng luôn đó. Ê, bậy rồi nha. Chỗ anh em ai làm vậy mày? Ai biết được mày ơi. Ờ, tao có cách này mày coi coi được không? À, tao có bà chị mới về đây mua nhà gần đây nè. Bà làm hụi. Được á thì tao nói cho anh mày tham gia vài giây cho vui. À, vậy là cái bà Hai Hà gì đó là chị mày hả? Ừ, bà là vợ của ông giám đốc tao làm ở trên thành phố á. Ông bà coi tao như em vậy mày ơi, thân lắm. Ồ, vậy ngon rồi nha, quá ra là người quen. Trời ơi, yên tâm rồi. Tại ông anh tao muốn chơi mấy lần, nhưng mà tao cản hoài à. Tại trên mạng có đăng tin mấy cái vụ mà hụi này hụi kia rồi cái giật tiền đồ á. Mày yên tâm đi, nhà người ta giàu nứt vách, chủ của mấy cái ngân hàng ở trên thành phố á, ổng bả có 2-3 căn biệt thự mà căn nào cũng bự thiệt nha mày. Người ta đi lừa mấy chục triệu của mày làm gì? Cũng đúng. Vậy thôi về để tao nói lại với ông anh tao, có gì mày nói thêm cho một tiếng nha. Mày yên tâm, cái gì khó cứ để tao lo. Ok, ok. Ừ, uống đi. Chị Hai, chị Hai. Chị Hai có nhà không chị ơi? Nghe nè, đây đây. Vô đây ngồi, vô dạ, đây ngồi. Chào chị. À, mời ngồi, mời ngồi. Nói qua dạ. Đây chi vậy? Dạ, lâu quá không gặp chị. Dạo này chị khỏe không? Khỏe re, như bò kéo xe chạy te te luôn á. Chị mới về đây à? Mà sao chị thấy khí hậu ở đây á cưng, nó mát lành ghê luôn á. Bà con thân thiện với chị lắm luôn á. Chắc là tại chị ăn ở có đức. Với lại không có gì làm hết trơn nè, nên chị đang cho bà con chơi mấy dây hụi. Chị khỏi cần phải nói, bà con ở đây người ta thật thà chất phác, chứ không có gian manh xảo trá như dân thành phố đâu chị ơi. Thì tôi cũng biết vậy. Ừ, sẵn nói cái vụ hụi, ở đây có anh ba anh đang kẹt, chị coi chị tính cho anh vô mấy dây nha. Bây giờ tôi nói cho nghe nè, cũng nhiều người xin tôi vô lắm đó, nhưng mà tôi không có cho. Bây giờ vô mấy dây? Dạ, anh ba anh vô mấy giây anh nói anh tính để chị Hai chị lo cho. Chị Hai, cho em vô 2 giây nha. 1 giây 500, giây 200. Giờ tôi nói nghe này nha. Dạ. Mít lòng trước được lòng sau, nói thẳng đi. Là bao nhiêu tôi cũng ok hết trơn á. Nhưng mà phải đóng đúng hẹn cho tôi. Cái đó chị cứ yên tâm. Ông anh đây của em là uy tín lắm. Mấy chú thông cảm. Không phải là chị làm khó gì mấy chú hết trơn á. Nhưng mà mình chơi hụi mà, đúng không? Mình phải rõ ràng, mình phải quy tắc như vậy á. Chứ không nó phiền hà lắm. Chứ thằng Tân này nè, tôi coi nó như em ruột tôi vậy á. Mà bạn của nó, tôi cũng coi như em ruột luôn mà. Ủa, dạ. Sợ gì? À, mình em ruột rồi, anh em ruột. Anh em ruột. Dạ, dạ, anh em ruột. Dạ, vậy thôi em cảm ơn. Tụi em xin phép về trước nha chị. Rồi, thôi mấy cậu về đi. Chị nào đây, qua đây kiếm tôi nha. Dạ. Rồi, rồi. À, vậy, vậy ha, anh em ruột. Chào chá. Em về vậy hả? Ê, xong lại coi. Nó nghe nè, cái mối này được đó. Mày đợi tao chút nha. Ừ. Đây, 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 đây. Đây,
cà phê, chừng nào êm êm rồi chị em mình tính tiếp. Chị yên tâm, hợp tác vui vẻ không? Má không anh Tèo? Má. Tu quạt nãy giờ mà. Ê, anh mát, tôi nóng. Mát vô. Rồi. Cảm ơn. Ê, chiều nay ba hội hát. Mấy giờ vậy bay? 4 giờ. 4 giờ hả? Anh Tèo. Gì? Anh tính bỏ nhiêu vậy? Ừ, nhiêu. Bỏ nhiêu kệ anh ta, hỏi làm chi? Giống quỷ ghê. Ồ thì bỏ nhiêu nói bỏ nhiêu gì đâu. Hỏi cho biết thôi, có hốt đâu mà giấu. Trời ơi, hụi mới mà hả, không có ai hốt nhiều mà lo gì. Trời ơi, đúng không? Không hốt đi, tôi nói cho nghe nè. Ừ. 300. Nhiêu nó đại đi. 200 gữ. Ta thấy rồi. Lành quá. Tức quá, thua có 5.000. Mà cô cũng ghê thiệt á. Nói gì mà hụi mới, hốt chi này nọ. Không hốt sao cô bỏ cao sát nút con luôn vậy? Xạo. Ê, bà xạo luôn. Ê, quán tao nha mày. Vuốt mặt nể mũi nha mày. Mũi cái con khỉ. Nói hay lắm. Hụi mới không hốt, không hốt. Cuối cùng canh tôi bỏ nhiều cái mấy người bỏ cao hơn tôi không à. Tức dễ sợ. Thôi bớt giận đi. Tại vì em đang cần tiền đóng tiền lớp trang điểm. 2 ngày nữa là hỏi chốt danh sách rồi. Anh thông cảm nha. Mắc cười quá. Bộ em biết học anh không biết học hả? Mấy người đừng có thấy tôi đẹp trai mà hiền cái đè đầu cởi cổ tôi à. Cô Hồng cũng vậy nữa. Tụi con lấy tiền á đóng tiền học. Cô á có làm gì đâu, cũng chen chân dùng chi. Ờ đúng rồi đó. Tại mày á. Cũng tại mày á. Tại tôi. Tại mày á hay mượn tiền tao, thiếu tiền tao lâu không trả. Rồi cái gì cũng dai dặn thôi. Tao đâu có tiền, tao cục vốn. Tao phải đi hốt hụi, tao mua đồ cho bán thêm chứ. Đúng không? Trời đất ơi, vậy mà không mèo đó. Bà nói hay quá. Lỡ kêu cao vậy thì kêu cao cao luôn đi. Tôi kêu 200 gữ, cái bà kêu 260, cái nó kêu 270. Để cho người ta kêu 275, cái người ta hốt luôn. Ê, em kêu 270 nào? Thì bởi vậy em mới tức muốn chết đây nè. Đáng. Cái tội đó là tội chơi sau lưng bạn bè. Đáng đời. Thôi 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 thôi. Uống nước chanh không cho hạ quả nha. Không. Đi về à? Sao sao thiếu? Không luôn, đi về luôn. Ừ thôi chị đi. Tèo. Ừ. Ông Tư đâu ạ? À? Mày chở thím ra chợ sửa cái quạt coi. Dạ. Ừ. Trời nóng nực mà nó hư à. Con biết cái chỗ nè ở ngoài thì chợ sửa mấy này ok lắm nè. Rồi rồi thôi vậy chở thím đi. Dạ. À mà khoan. Hả? Thím hỏi nè. Sao lúc này hả thím thấy mày ít vô quán của Hồng uống cà phê quá vậy? Tại cứ ngày con chơi hụi á, cho nên để dành tiền đóng tiền hụi, đâu có ăn uống chơi bời gì đâu à. Rồi nghe nói đi học nghề gì đó, có đi học chưa? Thì cũng tính á, mà tại chưa hốt hụi chưa có tiền. Tội nghiệp dữ không. Phải gì mà thím Tư có dư á, thím Tư cho mày mượn. Ủa? Hả? Mà ai hốt được vậy? Bữa hôm có hỏi bà Hồng, nghe đâu là mấy người trên thị xã hốt á. Tuốt trên thị xã? Dạ. Mà cũng chơi hụi ở đây nữa hả? Người ta chơi đông lắm thím, hình như là hết cái huyện này người ta chơi luôn á. Chà, chơi lớn dữ hen. Dạ. Thấy người ta chơi đông vậy mình cũng yên tâm. Ừ, đúng rồi đó con. Thôi, vậy mình đi. Nè. Chèo lên tới không? Mày ấy cái xe xuống coi. Thì lên đi người ta ấy cho. Trời ơi chú Tèo. Ủa chị Hà. Đi đâu vậy? Dạ chở. Nè nè. Này là thím Tư ếch. Má của Hai Nhái á. À, dạ dạ chào thím. Dạ em là Hai Hà. Em mới về cái làng mình nè. Cô Hà chủ hụi đây phải không? Trời ơi thím nói quá à. Con cho bà con trong làng mình chơi có nhỏ nhỏ thôi. Chị nói em chủ nghe ghê vậy. Mà đúng là vậy chị. Chị mua em với số chị. Trời ơi thôi để chú nha. Đây đây mấy tờ đâu đây đây. Đây nào. Trời ơi mấy giấy số gì mà làm cộng móng ghê vậy bà. Trời lấp la lấp lánh vậy mua bán đắt chị. Trời ơi thôi mình nhiều chuyện quá. Thôi nha rồi tôi lấy 5 tờ. Đây. Nhiêu vậy? 50 chị. Nè bò luôn đó. Trời đất ơi chiều nay chị trúng đặc biệt nha chị. Ờ. Rồi em cảm ơn chị nha. Vậy là bộ món mới vậy chưa? Rồi. Chị Hà sộp ghê luôn á.
Cô Hà rộng rãi thiệt. Đâu có đâu chị, mình làm phước cho bà con vậy mà. Đây, nói rộng rãi thì rộng rãi đây, cho chị một tờ. Tặng con tao. Rảnh ghé nhà đi chơi nha cô. Dạ, em ghé mà. Thôi, mình đi, đi tèo. Chiều chiều vô đặc biệt em cho chị hay. Lên tới không chị? Em đỡ cho. Trời, hay quá. Coi. Trời ơi, uổng 50 ngàn ghê á. Không, 70 mới đúng. Công nhận á, bữa nay á, tôi mới thấy á, đúng y như người ta nói nghe. Nói gì? Đã đẹp người còn đẹp nết nữa. Trời đất ơi, tặng một cái tự số thôi, khen quá xa khen luôn. Có tự số thôi mà mua chuột được bà là cũng hay lắm. Ông sao? Tự nhiên cổ tặng cho tôi chứ, ông nói mua chuột cái gì? Tại ông không thấy nghe. Chứ hả, cô Hai Hà đó, trời ơi sang trọng mà gì đó, cổ sợp lắm ông. Sợp luôn. Ừ, chứ không có chảnh chọe mà như mấy người giàu khác đâu. À, không giống Hà Bá đúng không? Nè. À, giỡn thôi, làm ghê vậy? Má nói đúng á tía. Đúng sao? Chứ tía có thấy ai mà có giả tâm mà giúp đỡ người nghèo không? Làm gì có. Thử nghe ông á, khơi khơi đó, ông có dám cho ai 50 ngàn không mà nói? Phải rồi, tôi nói cỡ nào nói, người sướng, người ca, người đờn, người hát, hai mẹ con mà nói quá, nói sao tôi nói cũng không lợi hết. Mà tía, con nói thiệt á, nếu mà tía gặp cô Hà ngoài đời á, tía không mê cũng mới lạ luôn. Mày mới nói con câu con mắt má liếc như hình viên đạn kìa. Tôi thách ông cũng dám mê. Thử đi. Ông dám? Giỡn, giỡn thôi. Thôi, con biết con sai rồi, để con tự phạt. Hổ phụ sanh hổ tử. Được, có chị Khi. Xoài bay mua ở đâu mà ngon mà chua quá vậy bay? Cũng tài quá. Qua mấy ông nhậu, qua ăn dư lên cho con nè. Cái gì? Thằng Tèo hả? Ừ. Dám nhậu luôn. Trời ơi, bữa giờ nó uống nước lọc quá, thay cà phê á, vậy mà nó dám nhậu luôn, gan thiệt nha. Nghe nói ông bà Đích mới hốt hụi nên bao hay sao á. Hụi gì mà sao cô không nghe kêu gì hết trơn vậy? Hôm qua mới kêu hụi tuần đó. Ừ. Ủa nhưng mà cô có chơi hụi tuần đâu mà kêu. Trời ơi, cái tụi này hả hốt hụi mà không trả tiền cho tôi nha, vậy mà ăn nhậu không à. Ê, ê nhảy. Nghe nói thím Tư cũng chơi đúng không? Ủa, nó chơi 2 giây. Ủa, 2 giây luôn? Trời ơi, hôm bữa hả, người ta chơi thì nó đừng có chơi, không có tin tưởng. Vậy nên chơi 2 giây luôn. Ghê thiệt á. Má con á thì mê hoặc bởi sắc đẹp. Vậy hả? Trời ơi, tía mày. Ủa má, mày nói ai bị mê hoặc hả? Chết rồi. Con có nói má đâu. Ngồi xuống em Tư, ăn nào. Ủa má, mấy đâu vậy? Con đã nói rồi, má mua cái gì thì má nói con đi mua cho. Trưa nắng chang chang đi qua đây, đen da má hết. Nếu tao không đi á thì làm sao bắt đại trận? Mày đang nói xấu tao. À, con có nói xấu thiệt luôn, không tin má hỏi của Hồng nè. Con đâu nói xấu má, con đâu nói xấu. Chị nói bị mê hoặc sắc đẹp thôi. Tôi đi qua nhà của Hai Hà. Dạ. Để coi có bỏ hụi á thì cho tôi hay. Cái gì? Má tính định hốt hụi hả? Ba mày đó, ổng kêu hốt để cho ổng mượn. Cái gì kỳ vậy? Tía cũng có tiền mà tự nhiên mượn má chi? Thôi, con thấy là không được á. Mới bỏ mà tự nhiên hốt rồi lỗ hết trơn, trời. Thôi. Ổng kêu vậy mà không cho ổng mượn thì mất công ổng nói này nói nọ nữa. Ai cha cha. Công nhận mấy cái ông chồng vậy hả, kỳ tiền đó nha. Khi người ta chơi thì nói đừng đến chơi, có chừng bị giật hụi, đừng có tin tưởng. Vậy mà đến khi người ta chơi cái trả mượn tiền, kỳ tiền đó nha. Ừ. Tánh ổng là vậy đó chị ơi, kỳ khôi lắm. Bởi vì về xử ổng đi. Alo. Cô Hà ơi, hụi tôi bỏ hồi chiều á, có hốt được không cô Hà? Vậy là hốt không được hả? Rồi.
Chết rồi. Hụi hốt không được. Biết nói làm sao với ổng giờ. Thì hốt không được, nói tí là hốt không được. Chứ con đâu biết sao đâu. Kìa tí gì rồi kìa má nói. Ông. Ông ngồi xuống đây tôi nói chuyện này. Gì vậy? Gì có vẻ nghiêm trọng vậy? Hụi á, hốt không được. Ông có cần gấp gì không? Hay tôi đi cầm đỡ mớ đồ đưa cho ông trước nha. Hụi gì mà chơi mà hốt không được. Thì mình bỏ thấp hơn người ta thì hốt không được chứ làm sao. Sao ba, tôi nghe mấy người mà ta nói là cái hụi mà chơi mà kiểu mà hốt không được này giống lường gạt lắm à. Lường gạt đâu mà lường gạt. Cả đống người chơi kìa. Chứ đâu phải mình tôi chơi đâu mà ông nói tôi lường gạt. Với lại tôi nói không nghe. Người ta ở nhà lầu, ta đi xe xịn. Ai mà gạt mình có mấy triệu bạc. Người nào chơi hụi hốt cũng được hết. Mà nói là người ở nhà lầu đi xe xịn gì. Cũng có một số người hốt được. Chứ không phải là không ai hốt được hết đâu. Sao tôi nói cái giống gì vậy? Mẹ con mà không cãi trơn à. Đó, rồi mai mốt nha. Mai mốt rồi tiền bạc mất hết á, không hút cách nào đó. Lúc đó đừng có nằm đó mà than khóc luôn nha. Nha, nha. Ông sao cứ nói chuyện xuống quẩy không. Nhưng mà con thấy tiếng nó cũng có lý đó má. Hay là để ngày mai con đi hỏi người ta thử coi sao. Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Hả? Sao rồi? Bà bỏ trốn rồi cô ơi. Cái gì? Cán bộ xã đang vô, bao nhiêu là tiền của con? Thử mở cái khóa này coi coi. Phá cửa thử coi trong đó còn có ai không. Nhiều khi người ta trốn ở trọng á. Coi coi có đường nào vô không. Mẹ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, nhà tay còn ở đây mà. Trời trời, tôi mà bắt được bả chắc tôi đánh bả tát đầu quá. Cán bộ xã kêu đứng đây chờ, để họ giải quyết. Chừng nào mới tới lận biết nữa. Trời, tiền bạc của tôi. Rồi tiền đâu mà tôi mua sữa cho con tôi giờ. Công tình anh chạy xe ôm cả tháng trời luôn á. Ê cán bộ. Cô cán bộ, giờ sao cô giải quyết con, đi cô. Giờ sao? Cô bình tĩnh, bình tĩnh. Nghe báo là bà con bị một người phụ nữ với một người đàn ông lừa chơi hụi rồi lấy tiền bỏ trốn hết rồi phải không? Dạ đúng rồi. Giờ lấy tiền hết trơn đi, mất tiêu hết trơn rồi. Để chúng tôi xin lệnh khám xét rồi mời bà con cái ra xã rồi để công an lập hồ sơ rồi có gì giải quyết cho bà con. Nếu mà chị nói vậy á, chị làm ơn chị làm nhanh nhanh giùm em đi. Chứ để khi mà ta trốn lâu quá làm sao mà có thể mình tìm được chứ. Đúng rồi đó cô. Thôi được rồi, bà con cứ về. Để có gì công an chính quyền lập hồ sơ giải quyết cho bà con. Thôi vậy đi, cô đã nói vậy thì mình cứ về đi. Về đi giờ trời, phải không chị? Có gì chị báo liền nghe chưa? Rồi được rồi. Quán của em á, chị cứ gọi cho em nha không? Rồi đi, đi về đi mấy đứa. Chị về đi. Dạ. Cô ơi, ráng nhanh nhanh nha cô. Thiệt tình luôn á trời. Bà này bà đi chợ gì mà giữ thần thiên địa gì không biết. Kiểu này là ghé đâu nhiều chuyện rồi nè. Ai đâu mà đi chợ mà đi tới giờ này mà chưa thấy về. Bực bội thiệt chứ. Đi đâu mà đi tới giờ này mà chưa về. Ủa sao về sớm vậy, không để chiều quá về. Tính đi đâu mà nhìn ngó ngon làm vậy. Đưa tôi chịu nhanh lên. Làm gì đưa nhiều vậy? Thì biểu đưa 1 triệu thì đưa 1 triệu đi, còn hỏi cái gì nữa. Nhưng mà ông làm gì mà tới 1 triệu bà? Bạn của ông Tư ếch được khai trương quán rồi đi qua bên đó nhậu với người ta. Khai trương gì mà nhiều dữ vậy? Thì bà cứ đưa đây, tôi đem theo phòng hờ trong người. Bữa nhậu nhiêu đó thì tôi lấy hóa đơn về tôi quyết toán cho bà. Có nhiêu đó cằn nhằn hoài à. Cằn nhằn gì? Thì ông đi đâu tôi cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ. Chờ tôi chút. Mấy bà này ngộ thiệt nghe. Lúc đưa tiền á vui vẻ, lấy nhanh lắm đem đi cất liền, cười hí hửng. Bây giờ cần á, xin lỗi cái cằn nhằn cử nhữ. Mệt mấy bà quá, mới mốt đừng hòng. Trời đất ơi, cái này đi. Hẹn từ nãy giờ mà vẫn chưa tới ta, lâu dữ vậy trời. Tới rồi nè, mày lảm nhảm cái gì. Trời nãy, hẹn anh nói vợ giờ mới tới nãy. Chờ vợ tao đi chợ về. Vợ anh đi chợ về có liên quan chuyện này gì. Kêu bà đưa tiền, mấy có tiền đi chứ. Không có bà sao tao có tiền đi. Trời đất, hồi nào giờ anh không có tiền túi hả? Nào giờ tao làm như tao đưa bà cất hết trơn à, tao đâu giữ làm gì. Cái này là em góp ý thiệt, cái này anh hai gì là thay quá dở. Mình đàn ông mà phải có chút quỷ đen trong người. Đang có cái gì đó là mình có chuyện mình xài. Giống như chuyện này nè, không lẽ đi kêu bà đưa. Thì đó, lần này tao mới rút kinh nghiệm nè. Mai mốt tao ém lại.
Bốn lần xin tiền bác ăn nhanh mệt quá. Thì đúng rồi, rồi giờ có tiền rồi đúng không? Nhóc. Ờ, ngon lành, đi. Không làm gì? Có làm gì đâu. Mấy cái bà ở nhà bà hấp dưới coi chỗ này tôi thấy bà để bình rồi tùm lum tôi sắp xếp lại. Nè tôi thấy ông lạ đó nha. Ủa gì làm gì mà cứ lén lén lút lút vậy? Bộ có chuyện gì giấu tôi hả? Ủa giấu gì? Tôi giấu gì? Nhà này ai là chủ? Ờ thì ông là chủ chứ ai? Thì tôi là chủ. Tôi tự nhiên là cái chuyện giấu là làm theo tôi giấu được. Chỉ có bà giấu tôi không giấu thôi à. Đúng không? Ừ à. Thì ông không giấu gì thôi. Đi đâu hả? Làm gì? Đi thăm ruộng. Ờ đi đi. Làm gì tôi hết? Bữa hổm mày kêu tao qua đây để bàn cái vụ mà lên phương án giấu tiền vợ là mũi đen đó. À cái chuyện đó, chuyện đó gì ở của anh Hai. Đâu sao mà chỉ tao coi. Em đi dụ nha, mỗi lần mà anh Hai lấy tiền đi công chuyện ha, bán heo nè, bán trái cây hay là bán lúa gì đó, anh Hai giếm lận mớ. Được không mày? Được sao không được anh? Bà biết thì sao, ví dụ bây giờ bán heo 100kg. Anh nói con heo anh bán được có 85kg hay 80kg thôi. Được hơn còn lại anh giấu đó. Vợ tao bà kỹ tính lắm. Trên này anh làm đi, bà có biết đâu. Bán heo là do anh bán mà bà đâu có bán đâu mà biết. Vậy tao về tao thực hiện nó mới được. Ủa anh Hai. Anh Hai mới tới chơi hả? Ờ tới nãy giờ tiếp. Dạ anh Hai qua đây có chuyện gì không anh Hai? Ờ gặp Tứ Ếch để bàn ba cái vụ quỷ. Quỷ ma. Trời ơi thím ơi, cái xóm này giờ ma quỷ nó lộng hành dữ lắm. Nó đi nửa đêm nửa hôm ta là nó sơn móng tay móng chân môi đỏ chót mà. Tụi bàn Dương Tư Ếch á, làm sao tôi Dương Tư Ếch phải diệt trừ quỷ ma xóm này. Rồi bàn xong rồi tôi về thím ơi. Dạ về chú Tư ơi. Dạ nay về nay. Chuyện này nghe tiêu diệt nha. Dạ tiêu diệt. Tiêu diệt quỷ nha. Dạ. Thăm ruộng gì về sớm vậy? Vừa thì ra thăm ruộng xong rồi về chứ có gì đâu mà sớm với trễ. Đi nấu cơm nước đi, tôi đói bụng rồi nè. Đi. Ừ, nấu cơm đi. Nè. Ê, nè. Làm gì gấp gáp dữ vậy? Đem cái giỏ xuống bếp giùm tôi một cái nha. Trời ơi. Bà ở đâu hả? Tôi chạy ra vườn trái cây cho nó kịp. Đó. Bữa nay ở nhà đi. Để tôi ra vườn trái cây tôi bán giùm cho. Không, bữa nay bán chứ không có mận. Thì bán, tôi biết bán rồi. Tôi ra ngoài tôi bán cho. Bữa nay bà ở nhà bà lo cơm nước bữa đi. Chứ tôi thấy bà mệt chứ lắm rồi đó. Sao tự nhiên nay thương tôi ngang không vậy? Trời đất ơi, tôi thương bà mấy chục năm nay. Không thương bà sao tôi ở với bà? Sanh ra bảy cò, tám tàn, sáu nhú hả? Ông nãy này sao? Hồi đó tới giờ ông đâu có quen cái chuyện buôn bán gì đâu. Ông chỉ mần không à. Bữa nay bán thì tôi ra ngoài đó. Với lại tôi muốn người ta ra ngoài đó hết trơn rồi. Rồi có thằng bãi nơi ngoài á, giờ tôi ra là được. Trời ơi, có thằng bãi còn ngoài đó tôi ra ngoài tôi phụ với nó. Làm thì nó khó chứ còn ba vụ bán này nó dễ ợt à. Bà ở nhà đi, còn không tôi đi chơi à. Hả? Ở nhà chơi gì? Chờ tôi một chút. Ừ. Bà nó ngộ không? Mấy bà này mà không đi chơi sợ lắm. Nè. Cầm cái này theo ha. Rồi cái ra ngoài đó người ta bán bao cân bao nhiêu ký ghi hết vô đây mới tính tiền được. Biết rồi, cái chuyện đó dĩ nhiên rồi, thì cân bao nhiêu ký thì ghi vô rồi cộng ra tiền. Có gì đâu mà làm gì, trời nó mệt mà quá. Sao hôm nay lâu dữ vậy kìa? Mấy kỳ bán là giờ này đã về tới nhà rồi mà sao giờ này trễ quá rồi mà không thấy đâu hết trơn hết trọi.
chắc là năm nay chắc được mùa đây nè, cho nên bán giờ này chưa về chứ gì. Ê, vậy là anh nay tiền nhiều à nghe. Vụ này được à. Nhiều tiền á mình sẽ gửi vô ngân hàng lại. Vừa rồi á mình rút tiền cho thằng bãi nó làm ăn, giờ á tiền ngân hàng thiếu hụt quá rồi. Phải gửi trở vô lại thôi. Ơi. Ông về hả? Bà viết thì giống tám tàn lắm nha. Ngồi một mình cũng nói chuyện được hay thiệt chứ. Đi ngoài nghe bà lẩm nhẩm trong này tưởng đâu có ai. Uống nước đi ông. Mày tiền đâu rồi? Trời ơi, chưa nuốt được miếng nước hỏi tiền đâu rồi. Bà chờ chút rồi sao vậy, dữ vậy? Bà làm gì riết rồi bà coi tiền còn hơn tôi nữa. Mới về mệt muốn chết, bưng ly nước chưa kịp nuốt vô nữa, tiền đâu rồi? Bán về phải hỏi tiền đâu chứ vậy? Thì quá bển làm thì ta lo cơm, lo nước cho nó ăn, cho ta bỏ đói nó đâu bà sợ. Ủa sáu tám đâu? Trời ơi, sáng ra đó rồi ăn chè ăn cháo gì ngoài chợ đó, rồi kêu no không ăn, rồi đi chơi hết rồi. Mấy đứa này thiệt tình chứ. Cơm ở nhà không ăn, đi ra ngoài chợ ăn bắt cái tầm bảy tầm bả chứ nó tốn tiền tốn của. Tiền bạc bây giờ làm nó khó lắm chứ đâu có phải dễ đâu. Ta phải tiết kiệm từng đồng từng cắt chưa thấy gì. Sao có nhiêu rồi ta? Nhiêu là bao nhiêu thì bao nhiêu, có nhiêu thì bao nhiêu đó thôi chứ sao. Sao kỳ dữ vậy ta? Bây giờ năm nay nè, bà bán năm nay nè, nó sụt hơn năm ngoái cỡ bao nhiêu? Nó hụt cũng 2-3 triệu gì lần á. Trời, tưởng nhiều. Có 2 triệu. Trồng cây thì nó năm này năm khác chứ, mùa trúng mùa thất chứ đâu phải điệu băng vậy đâu. Có người ta còn thất thường được nói chi cây trái. Tại sao năm nay nè, nhà nào ai cũng được mùa hết, tại sao có mình ơn nhà mình thất là sao? Thì năm nay mình chăm không tốt ta. Kiểu này chắc bái cò về phải dặn nó mới được nè. Trời ơi, có 2 triệu đồng bạc. Giờ tôi có rồi, tôi bù vô cho bà cho nó khỏi nhức óc. Mệt quá. Ủa, sao nhang cháy mà bóng đèn nó không cháy vậy ta? Ông ơi, có ngoài đó không ông ơi? Vô phụ sửa tôi này cái. Rồi đi đâu mất tiêu rồi. Kiểu này chắc làm thấy mừng mình ên rồi. Cúng mà bóng đèn nó không cháy là không linh nè. Giờ sửa làm sao đây ta? Sửa làm sao đây nè chứ. Tiền đứa nào bỏ đây hả? Hết chuyện rồi nha. Trời đất ơi, tiền nhét đây trời. Nè, thằng Tám Tàn con Sáu Nhú rồi đây. Mà thằng Tám Tàn với con Sáu Nhú thì nó cất tiền đây làm gì? Hai đứa nó có khi nào nó tới bàn thờ ông Địa đâu, nó có thắp nhang đâu. Mà tiền nó lên Sài Gòn nó đi làm nó tự xài. Mắc mớ gì mà nó lại để đây? Vậy là không phải hai đứa nó, loại trừ hai người, còn ổng với thằng bãi cò. Mà thằng bãi cò thì nếu nó cất tiền thì nó cất trong phòng của nó. Có bao giờ mình vô phòng nó mình kiểm tra gì đâu mà nó lại giấu ở đây làm chi? Hay là ổng? Bậy bậy bậy. Ổng hồi nào tới giờ ổng có giấu vậy đâu. Mình nghi vậy quan tội nghiệp ổng. Nhưng mà có khi nào ổng đổi tính đổi nết không ta? Hai triệu.
Ủa, sao cái tờ giấy chỗ này ai xé vậy kìa? Ủa sao kỳ vậy? À, chị Bái hả? Chị Hai hả? Còn cái cây bái không chị? Còn, nhưng mà đợi 2-3 bữa nữa đi. Nó mới hường hường à, chưa chín. Ờ, vậy mai mốt nhớ để cho tôi nghe. Ờ, hồi nào tới giờ tôi bán cho chị không chứ bán cho ai đâu. Yên tâm ha. Rồi rồi, mai mốt tôi qua. Ờ. Ờ, mà chị Bãi à, hỏi này cái. Hôm bữa ông nhà tôi cân trái cây cho chị á, chị giao cho ổng nhiêu? Thì bữa tôi cân cho anh 2 được 57 kg. Tôi gửi anh 20 triệu. Sao vậy? Ờ, dạ không. À, không có gì chị. Dạ, dạ, dạ bữa nữa cân ha. À, không có gì gì, tôi tắt máy nghe. Mai mốt trái cây chín là tôi qua à. Dạ. Ngồi xuống tôi nói chuyện ông chút nữa. Giờ này cơm nước gì chưa mà ngồi tính sổ, giống y như bà địa chủ à. Ngồi đây tôi nói chuyện chút rồi hả vô? Chuyện gì nữa? Chuyện gì? Ông gì? Bộ hồi nào tới giờ tôi đối xử tệ với ông lắm hả? Con thợ địa phải không? Biết nó là thằng thợ ông địa hả? Ờ, thằng thợ ông địa. Bà làm gì bà lấy ra đây chi? À, tôi chuẩn bị đồ cúng ông địa. Thằng gian giái đặng mùa sau nó trúng mùa. Chứ năm nay sao mà nó thất mùa, nó hao hụt của tôi quá. Cho nên tôi mới để đồ lên cúng rồi bật cái đèn mà nó không cháy. Nên tôi mới đi thay cái bóng đèn. Tôi lụi hủi sửa làm sao á, rồi cái tự nhiên cái tôi thấy có 2 triệu chứ nhiêu. Chị Bãi gọi điện cho tôi á, ông biết chị Bãi nói gì không? Nói gì? Chị đưa ông 10 triệu lận rồi ông về ông đưa tôi nhiêu? Tôi đưa bà 8 triệu. Hao hụt có 2 triệu mà có 4 tờ chứ. Bà nghi tôi giấu tiền chứ gì? Tôi không có nghi mà tôi khẳng định. Bằng chứng là rành đây nè. Đó, vợ chồng với nhau đó. Vợ chồng với nhau đó, coi thử được không? Đây đây nè. Qua mặt tôi nè, ông xé cái tờ giấy này. Ai xé tờ giấy này vậy? Mắc gì á, tôi đưa cái sổ ông ra ông cân trái cây ngoài đó ha. Ông nở lòng nào ông xé đi rồi ông ghi cái tờ khác về ông đưa tôi hả? Chồng với con, ông nghĩ coi được không? Ông giấu tiền tôi làm gì? Hả? Ông nuôi ai? Thôi, bà không đừng giận nữa. Tối nay tôi bậy. Tôi xin lỗi bà. Tôi cũng không có cố ý cái này. Tôi cũng không giấu tiền tôi nuôi ai. Nhưng mà tôi lấy tôi để đó đó. Chứ mỗi lần muốn đi đâu, có khách có khứa gì, bà kẹt, bà đi công chuyện, bà không có nhà, tôi không có đồng bạc dính túi. Tôi phải chờ đợi bà về, xè tay xin bà à, bà đưa tiền cho bà vùng hoằng quẩn quẩn. Tôi cũng tự ái chứ. Mấy chục năm nay tiền bạc bao nhiêu tôi đâu có quan tâm tới đâu. Làm bao nhiêu tôi đưa bà hết. Ông muốn giữ lại á thì ông cũng phải giữ sao nó quang minh chính đại. Chứ sao mà ông đi lén lén lúc lúc tôi vậy, ông giấu giấu giếm giếm vậy, ông coi được không? Hả? Tôi nói cái này á, từ hồi nào tới giờ tôi cũng mới làm lần đầu tiên. Mà cũng do bà. Thấy không? Bà thấy không? Mỗi một lần đi đâu đó, đi đám đi tiệc, tôi phải xè tay tôi xin bà từng đồng từng cắt. Đó. Mà bà đi đâu bà không có nhà, tôi phải đứng tôi chờ, tôi đợi bà trễ giờ của tôi. Bà thấy cũng khổ chứ. Làm đàn ông cũng phải có tiền có bạc ở trong túi chứ. Nhưng mà mỗi lần ông xin á, tôi có đưa không? Mỗi lần ông đi nhậu tôi có đưa tiền cho ông không? Có. Nhưng mà chậm lắm. Không phải đưa nó ngon ngọt mà nó vui vẻ thì tôi đâu có nói chi. Bà đưa trên đầu trên cổ rồi bà hạch. Bà hỏi đi làm cái gì, ăn nhậu gì mà tới 1 triệu dữ vậy, bà nhớ đi. Không?
tôi cũng có cái lòng tự trọng của tôi chứ. Bà nên nhớ là ông Hai Lúa ở cái xóm này ai ta cũng biết, mà lúc nào trong túi cũng không có một cắc. Thấy nhục không? Bà thấy nhục chưa? Chẳng những tôi nhục với ngoài đường mà với con cái ở trong cái nhà này tôi cũng nhục nữa. Hù! Tiền đâu mà giữ vậy ông? Tôi bà đưa tôi xài gạt cái tôi để tiết kiệm. Tiết kiệm mà được như đây đó hả? Thì cũng để dành. Chàng ơi, ông tiết kiệm từ hồi nào mà tiền nhiều như vậy? Ba cái chuyện tiền bạc trong nhà trong cửa nào giờ tôi giữ không à? Ông bằng gì chi cho nó cực vậy? Nhưng mà để tôi vô tính. Đưa đây cho tôi, để tôi coi coi. Chà, cũng bộn ha. Nhưng em mai mốt á, chắc mỗi lần ông kêu tôi đưa tiền á, tôi đưa ít lại. Nhưng mà ba, rồi xong rồi, hết rồi, phá sản luôn rồi. Trời ơi, trời, quỷ đen của tôi, quỷ đen trở thành quỷ trắng rồi. Trời ơi. Bây giờ ông có dám thề độc với tôi không? Ông thề là ông không có nuôi ai không? Nuôi ai? Vậy ông thề độc đi. Bây giờ có 2 triệu đồng bạc này nè, tôi đi nuôi ai? Dạ ông thề độc đi, ông thề là ông không nuôi ai đi cho tôi yên tâm. Đó, bây giờ đó, có ông bà cha mẹ tôi ngồi trên bàn thờ đó, có mặt đèn làm chứng như tôi. Bây giờ cái tiền này nè, mà tôi giấu bà đó, mà tôi đem tôi nuôi ai đó, cho tôi chết bất đắc kỳ tử, thấy không? Đúng rồi, làm cái gì mà thề độc dữ vậy? Bức xúc quá mà. Thề bậy bạ không à. Lỡ ông có gì rồi tôi sống với ai? Thì bà kiếm người khác, để đem tiền gì nó nộp cho bà. Nói gì cũng nói được, thấy không? Thì tôi cũng sai, mỗi lần á đưa tiền cho tụi nhỏ nhưng mà không có đưa tiền cho ông. Chừng nào ông hỏi thì mới đưa. Thôi thì không có, thôi làm gì thề độc dữ vậy? Thì bà cũng phải biết cái chuyện đó chứ. Thì biết rồi. Làm gì bà nãy giờ bà điều tra, bà hạch khỏi. Thì tại ông giấu tôi tức thôi. Con người tôi cũng có lòng tự trọng chứ. Tôi biết tôi sai rồi, làm gì tự nhiên là tôi la ông, giờ tự nhiên ông quật lại ông la tôi vậy? Thôi đừng giận nữa. Tôi nói để rút kinh nghiệm, mình cũng không có sống bao lâu nữa. Hơn nữa đời người gần đất xa trời, cố gắng sống cho nó đàng hoàng, tử tế, thương yêu nhau, thấy không? Tới hơi thở cuối cùng rồi xong. Cái giả làm chi? Mấy đứa nhỏ nó nghe được, nó cũng đâu có vui. Người ta bên ngoài người ta nghe được, người ta cười, thấy không? Thôi đừng giận nữa, mệt vô nghỉ ngơi tắm rửa đi, rồi tôi dọn cơm ăn nè. Nói để rút kinh nghiệm vợ chồng. Khổ trăm chiều. Ngày ngày nhiêu rồi không? Cái lịch sau lưng bà đó, bà quay ngang và nhìn cái không được, sao mắc hỏi tôi chi nữa vậy? Không thấy tôi đang bận ha. Bà bận, thấy rồi, thấy bà đang bận. Bữa nay 14, mai 15, mốt 16, được chưa? Ngày 16 là ngày gì ha? Ngày 16 là ngày 16 chứ ngày gì, hỏi ngộ không? Nhớ kỹ lại coi ngày 16 là ngày gì. Là ngày 16. Hỏi khó không à? Bởi vậy tôi nói thiệt á, tôi cãi lời ba má tôi lấy ông, tôi ngu. Bởi vậy tôi nói thiệt, tức quá đi thiệt á. Phải chi tôi mà tôi biết là tôi không thèm lấy ông rồi. Dại khờ đi lấy ông rồi phải chịu cực chịu khổ với ông, rồi sanh cho ông á mấy mặt con. Tôi nói rồi, đầu tắt mặt tối suốt ngày cái nhà này hả? Không có bao giờ được rảnh rang nghỉ ngơi hết trơn á. Tới giờ này cũng vậy. Nghĩ sao mà nó khổ có thân tôi dữ vậy không biết. Ủa? Tôi đối xử với bà tệ cái gì? Bà ngồi đi bà than thân trách phận. Hả? Tôi đâu dám than thân trách phận gì ai đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tại vì tôi thấy thiên hạ sao mà nhiều người họ sướng quá à. Họ quá trời sướng luôn á. Chẳng làm gì hết trơn mà còn được chồng cưng yêu thương chiều chuộng. Tôi nói thiệt, bởi vậy sao nhìn lại mình tôi nói thiệt, cái thân tôi sao mà nó khổ dữ vậy. Ủa?
Vậy chứ mấy chục năm nay tôi đối xử với bà tệ cái gì mà bây giờ bữa nay bà ngồi đây bà đem người ta ra bà so đo là sao? Bà đi coi, đi coi hết cái xẻo lá này nè, coi có cha đàn ông nào mà thương vợ như cha Hai Lúa này không? Thương quá em, thương quá là thương luôn á, mà ngày 16 ngày gì là không nhớ rồi đó. Tôi không có nói gì đâu xa. Chị Năm á, ông biết chị Năm mà đúng không? Chị Năm ở gần nhà tôi ngày xưa đó, ông nhớ không? Bả đó ngoài 40 tuổi chưa lấy chồng, thiên hạ chọc á, trời ơi nó con nó ế rồi. Vậy nghe mà một phát bả lấy chồng cái hang, trời ơi tao nói sướng gì mà sướng, tao nói ông chồng ổng cưng chiều, tao nói sướng hết chỗ nói luôn á. Chồng bà cưng bà không cho làm cái gì động móng tay luôn á. Trời ơi chưa nha, sinh nhật bà thôi. Trời ơi tao nói quần áo nước hoa được, tao nói ổng tặng cho bà đủ thứ hết, không thiếu cái gì hết. Rồi ổng còn chở bà đi chơi nữa chứ. Mà đi đâu? Lên tới Sài Gòn nha, lên đó đi chơi, rồi còn đưa vô sở thú chơi nữa đó. Ủa vậy tao nói con người ta sao mà có phước quá. Nó đã gần 100 tuổi rồi đó, gần chết rồi đó, đưa đi lần cuối cùng vĩnh biệt luôn đó. Vậy thôi đó hả? Sao? Tưởng chuyện gì, chuyện đó tôi làm cũng được vậy, có gì đâu khó. Nói được làm được nha. Bây giờ bà muốn đi coi thú không? Thú đâu coi? Tôi dẫn bà đi coi liền bây giờ nè, ngay xẻo lá này nè, chứ khỏi cần đi Sài Gòn đâu chứ á. Ở đây nè, cũng có thú cho bà coi nữa. Đi không, tôi dẫn cho đi. Nè, là, bước ra ngoài đường nè, trâu, bò, gà, vịt, chó, mèo, heo nè, chuột nè, chim nè, đủ thứ cho coi không? Muốn cho coi. Ông vừa vừa phải mãi đây nha. Tự nhiên biểu tôi đi ra coi gà, coi vịt ở đây à. Không thèm nói chuyện với ông nữa. Thời tiết các mày nóng nực quá mà. Trời ơi, đôi bông tai đẹp quá kìa. Trời ơi, sáng chói luôn đó nha. Đâu vậy, mua hả? Tôi đâu có mua, ông Tư ếch ông mua cho tôi đó chứ. Tư mua? Ừ, ổng á, mày đặt gì à, sinh nhật đồ, tặng quà rồi chứ. Tôi la ổng quá trời luôn đó chị. Ủa, ảnh mua cho chị sao chị lại la ảnh? Thì đó, mua chi cho nó tốn kém. Thì trời ơi, thím á, là được chú Tư mua quà sinh nhật, vui quá trời rồi còn gì nữa. Già rồi mà tình còn đậm đà vậy á. Trời, tôi nói thiệt cho ganh tị á nghe. Ừ, chị nói thì cũng đúng. À, mà còn chị, sinh nhật chị á, anh Hai á, ảnh có mua tặng gì cho chị không? Má ơi, có gì ăn chứ má, đói bụng quá má ơi. Không phải mình mày đói đâu, ngồi sắp hàng nè. Ủa, đồ ăn nay sao kỳ vậy? Tao có nhiều đó đó, ăn không ăn thôi, nhìn. Hả? Tao không có hơi đâu á, mà nấu cho mấy người vô tâm ăn. Ủa, là sao vậy anh Bảy? Ai biết. Mày á, mày nói bớt lên một câu, ăn ít đi một món, không có giảm được kilo nào đâu, sao mày hỏi hoài vậy? Nhưng mà nhà mình thường ngày á, thì ăn không thịt thì cá, không cá thì thịt. Ăn gì mà gông muối hụt vịt, sao ăn? Cái kiểu này chắc có người nào làm cho má giận rồi nè. Nè, hai đứa bay, tao nói cho biết trong nhà này bản lĩnh mà để chọc má giận á thì... Giùm tao gì? Ăn cơm đi. Kỳ cục khổ thiệt chứ. Khổ nhất là đàn bà mà mắc mai chậm dầm chịu bữa thiệt. Bà muốn nói gì với tôi bà nói đi, chứ làm gì bà đi tới đi lui, bà liếc xéo liếc ngược, bà hẩm hực tôi hoài vậy hả? Ý muốn nói gì? Không muốn nói gì. Bà cũng chẳng biết gì để nói. Bà giờ có biết tôi cũng chẳng muốn nói với ông. Mệt rồi.
vô trong ngủ. Tặng má. Bài trò gì đây? Dạ, bó hoa tặng má nhân ngày gì? Mừng kỷ niệm ngày cưới tía má. Đó, thấy chưa? Con tôi nó còn biết nghĩ tới tôi. Còn cái người đó đó chẳng nhớ gì hết trơn á. Sao mà chẳng nhớ được? Hai, ba. Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Tặng em nè, kỷ niệm ngày cưới. Hết giận chưa? Mấy ngày nay á, bà nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn không à? Đó, mở ra cái coi. Ủa? Má, tía mua cho má chiếc nhẫn nè. Wow. Đeo thử đi má. Chuyện này là chuyện nhỏ thôi. Đeo vô thử coi vừa không? Đúng rồi, tía đeo vô. Anh nhớ quá à. Nhớ kỷ niệm hồi xưa quá à. Hồi đó á, tía cưới má con tía cũng đeo gì nè. Hồi xưa tay nó khác, bây giờ nhăn da ổi hết rồi. Đó, bà thấy vừa không? Ê, hình như nó hơi rộng. Mà không sao, để tôi quấn chỉ vô là vừa hả? Dạ, thích phải không? Vừa phải không? Vậy thì không đi. Không đi, không đi, không đi, không đi, không đi, không đi, không đi. Vậy chứ. Hồi xưa mùi khác, bây giờ già mùi khác nha. Trời ơi, nhìn tía thương má tụi con thấy mắt ham luôn. Bởi tía thương tụi con được như vậy cô cũng mừng lắm á. Không có, tía thương hết cả nhà này chứ. Tía thương má con nè, thương ba đứa con nè. Tía thương còn hơn tía thương tía. Dạ, dạ, đó con chạy tía. Yeah. Đây. Đây. Thơm không? Thơm. Chim Tư, Chim Tư. Chim Tư. À, chị Hai. À, đi chợ hả Chim Tư? À, dạ, anh đi chợ. Ủa, chị Hai cũng đi chợ đó hả? Ờ, à, đi chợ nè. Thôi mình đi chợ chị. À, đi chợ chị. Nói à, đi à, đặng à, mua đồ tẩm bổ cho tía sắp nhỏ. Dạ, à, này tình dữ hen. Thì cũng à, phải tẩm bổ cho ổng chứ. Trời ơi, chiếc nhẫn đẹp quá chị Hai. Anh Hai mua cho chị đó hả? Đẹp không? Đẹp quá, trời đẹp. Ông bà vẽ lắm. Bởi vậy tôi nói kỷ niệm ngày cưới thì có gì đâu. Mà ông sắp đặt hết trơn nha. Ông chuẩn bị bánh sinh nhật. Rồi ổng mua bong bóng. Trời ơi, ổng làm trời ơi, không khí lãng mạn lắm. Rồi bày đặt tặng nhẫn cho tôi. Tôi không có biết. Tôi mới biết là tôi cản rồi. Bà vẽ ăn chi cho tốn kém đúng không? Thôi, chị cũng có phước cái mồ. Thưa bà con, thưa các bạn xem đài. Thì trời mưa tối ngày, không làm ăn gì được. À, bàn ghế dời vô nhà hết, không có ra ngoài ngồi chơi gì được chứ. Mưa thú đất thú đai được chứ. Dạ tôi nghe anh ba ơi. Ờ, khỏe bình thường anh. Dạ hả, nắm dỗ hả? Ờ rồi, mấy giờ anh? Ờ rồi, rồi 11 giờ tôi qua. Vậy nghe. Ai gọi vậy ông? Ba Đờn. Gọi chi vậy? Mời đám dỗ. Rồi mốt này nè, đám dỗ cha ông hay gì á. Bởi còn tấm tàn có đứa nào đi đám dỗ tía không? Dạ. Không. Không. Trời đất ơi, tụi bay cũng vừa vừa phải phải thôi. Tía mày mới hỏi mà đồng thanh không luôn vậy hả? Vậy ông sợ tía bay giận hả? Không sợ ông buồn ha? Thiệt tình á. Mà đám dỗ ai xa lạ? Bà con trong nhà không chứ có ai đâu. Đi đi. Thôi nó không đi thì thôi. Bà đi với tôi. Tôi kẹt rồi.
vậy cũng là người ta. Tía má cũng kẹt rồi tía. Nghe cũng mắc cười. Không phải, tôi nói thiệt là tại tôi say xe nên tôi không có đi được với ông. Bà nghe con nó cười kìa, bà nghe đi. Bái cò. Dạ. Lấy xe chở tía đi đi con. Thôi em ơi, muốn đi. Thôi khỏi, cảm ơn tất cả thành viên trong gia đình này. Tôi đi xe đò được rồi, cho nó đỡ tốn kém. Vậy đỡ ghê. Má, má để tí điền mình, má không sợ bị người ta bắt cóc hả? Ôi trời ơi, tưởng gì. Tao không đang mong mà ai bắt cóc ổng đi cho tao đỡ mệt. Nhớ nha, nói câu gì nhớ câu đó, sau này đừng có hối hận nha. Tía, vậy con đi với tía nha. Đó. Mới nghe câu này nghe được à. Vậy đi đám giỗ về xong á, tía mua cho con cái điện thoại mới á tía. Thôi vậy thôi khỏi con. Câu này nghe không vui, câu đầu nghe được. Thôi chạy đi, để tôi đi ở được rồi. Ông làm gì mà chuẩn bị đi sớm dữ vậy? Đây xuống đó có 2 tiếng đồng hồ chứ nhiêu. Trời ơi, đi sớm cho nó mát, đi dưới còn chơi đồ nữa chứ đâu phải xuống rồi nhậu liền đâu. Nè, tôi chuẩn bị đồ sẵn rồi nè, sắp đi nghe không? Rồi đi chừng nào về? Đi xuống dưới cúng kiến thì nhậu nhẹt chơi một chút rồi về chứ không lẽ ở dưới luôn. Ủa, chứ không phải ở dưới chơi vài bữa hả? Trời đất ơi, bà nói sao vậy? Nhà công chuyện nhà lăng năng lê lê mà ở dưới chơi bà gì? Lỡ bà con lâu ngày gặp rồi người ta giữ chân ông lại chơi rồi sao? Nhớ tôi hay gì? Hỏi hoài vậy hả? Diêm. Cái gì nữa? Làm gì nhớ không? Tôi đi guốc trong bụng bà à. Nè, nhớ được không? Ừ, được. Cẩn thận nha. Trời ơi trời. Cái gì ơi. Vậy? Còn nữa không? Gì? Bỏ vô thêm cô, tôi còn 2 trái nữa. Mày chắc phải mướn thêm người trợ lý nữa quá. Làm tôi gì? Liên tiếc lắm hả? Anh đi nghe măng. Trời da, mất dịch. Nổi ốc hết trơn. Tôi cũng nổi nữa nè. Tức quá mà. Rốt cuộc là ai? Ai vô đây? Ủa, gì mà má la làng dữ vậy má? Vụ gì vậy má? Tao mất chiếc nhẫn rồi. Hả? Má mất cái chiếc nhẫn mà hôm bữa hấp hôn tía tặng cho má hả? Chứ còn chiếc nhẫn nào nữa? Trời đất ơi, tao là tao quý cái chiếc nhẫn đó lắm luôn á, mà bây giờ nó mất tiêu rồi. Nè hai đứa. Ừ. Lấy á thì khai mau trả đây cho tao nghe không? Tao mà chửi là vuốt mặt không kịp luôn bây giờ à. Tao chửi là cắm đầu xuống đất ngốc lên không nổi đâu con. Má bình tĩnh lại, rồi má suy nghĩ coi nhớ ra đi. Má để đâu? Nhớ sao không nhớ? Tao để ngay trên cái đầu tủ ở trong phòng tao á. Nha, tao nhớ rõ ràng luôn. Vậy á mà khi mà tao nhớ ra vô kiếm không thấy đâu hết, mất tiêu. Giờ tao hỏi nè, không phải người ở trong nhà lấy vậy chứ giờ ai vô đây lấy? Không lẽ cái chiếc nhẫn nó có chân đi hả? Ủa? Ê Tám. Dạ. Có nào mày thiếu quá, mày làm bậy mày. Ê, anh đừng có nói vậy nghe chưa. Ý anh nói cho tôi là ở quân ăn cắp á hả? Má, tự nhiên anh nói chuyện với con vậy đó. Mày á, mày đổ lỗi cho em á, lỡ không có tội nghiệp nữa không? Mày có bằng chứng không? Không có rồi thôi. Vậy ra sao lạc dao nấu cơm gì đi? Cái gì? Anh tự lạc đi. Sao gì không sai tôi vậy? Ai? Thôi thứ tư. Trời chị hai ơi. Ủa chị đi đâu vậy? Đi kiếm thím chứ đâu. Trời ơi, tôi cũng tính đi qua nhà chị kiếm chị rủ gì đi chợ với tôi nè. Sẵn bây giờ đây. Nghe hỏi nè. Cái hôm bữa đó là cái bữa gặp nhau ngoài đường á. Thím lấy chiếc nhẫn tôi tính đeo đó. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Rồi cái thím có khi nào thím quên mang về không? Chiếc nhẫn tôi mất rồi. Ủa, chị kiếm kỹ lại coi. Sao tự nhiên nhẫn của chị mất rồi, giờ sao chị đi hỏi tôi? Chị kiếm kỹ lắm rồi, không có à. Mà chị không có ai đeo chiếc nhẫn của tôi hết trơn. Chị có bữa đó thím đeo chiếc nhẫn tôi thôi à. Chị hai, chị nói gì mà chị nghe được hả chị hai? Bữa đó tôi có mượn chiếc nhẫn của chị, tôi đeo thử, rồi tôi lột rồi tôi trả liền cho chị mà. Nhưng mà tôi nói là bây giờ tôi thím có mang về nhà thì thím em trả tôi đi. Trời, có đâu mà có. Mày sáng ra mày mệt quá. Giờ có nói nhiều nữa, bây giờ chiếc nhẫn tôi đâu, kiếm nó rồi đưa đây cho tôi. Trời giờ ơi. Giờ sao, giờ có chiếc nhẫn tôi mất rồi, nó không có, nhà tôi thì chắc là ở nhà chị. Chị hai, chị nói chuyện cho đàng hoàng lại chị hai. Trời ơi,
tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm nay tối lửa tắt đèn mình có nhau, rồi bây giờ mất đồ cái tự nhiên chị nghi cho tôi. Chị thấy nhà tôi có thiếu tiền thiếu của không mà tôi dòm ngó cái tài sản của chị đây nè. Không tin á thì chữ cứ kêu thằng Bảy Cò qua nhà tôi lục hết lên coi có chiếc vậy gì là chứng từ ớt lấy phải không má? Ê Tám, hả, mày mới nói gì vậy? Tôi nghi là thím Tư ớt lấy nhẫn của má đó. Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mày nói thím Tư lấy đồ của má? Thím Tư tuy là người lùn nhưng mà có cái giọng cao, là không phải nằm trong cái top người xấu, biết không? Trời ơi, hiểu rồi ha. Hở ra gì cái cung binh thím Tư, chút cái cung binh thím Tư, hiểu rồi ha. Im mày. Im hai đứa. Cãi tối ngày. Nghe hỏi nè. Dạ. Hỏi là phải trả lời đàng hoàng nghe không? Dạ. Một trong hai đứa, đứa nào dám cả gan lấy cái chiếc nhẫn của má, trả liền ra đây với tao mà phát hiện một cái là chết với tao. Má! Mày chửi tao hả? Con, má nghĩ sao vậy? Đồ của tía tặng cho má, tụi con vui được chết. Nghĩ sao vậy? Má nói cho tụi con lấy đồ của má. Giờ hai đứa mày không lấy, tại sao cái cọng chỉ này nó mắc lên kia? Đó, nó mắc trên cái quai tủ kia. Đó, vậy thì cái cọng chỉ nó nằm trong nhà. Không phải người trong nhà lấy chiếc nhẫn vậy chứ ai vô đây lấy? Con mà lấy chiếc nhẫn của má nha, là cho con á khang tiếng, tắt tiếng, khỏi làm ca sĩ luôn đi. Dạ, con cũng xin thề luôn á nha. Nếu mà con có lấy hả, cho con é dạo luôn á. Câu này thề hơi bị độc mà nghe. Mày nghe, mày thề kiểu đó, tao nói con hai nhái nghe. Con còn thề độc hơn nữa, tại con đâu có lấy đâu. Nói hay quá ha. Giờ đứa nào lấy trả lại cho tao. Con không có con đâu. Vậy chứ mất ở trong nhà này, hai đứa bay không lấy cho ai lấy? Không có lấy mà cứ nói. Không lấy sao mất? Con có lấy đâu con biết. Ừ, có chuyện gì vui quá vậy? Xin chào, chào tất cả các bạn. Ủa sao ông dữ vậy? Bữa tôi nghe bà nói bà đeo rộng, rồi bữa tôi đi á, tôi thấy bà để đầu tủ, tôi xách ra tiệm vàng cho người ta bóp lại luôn. Làm nãy giờ má nhà, má cứ khăng khăng nói là tụi con lấy của má không có tía. Bậy à. Không những vậy mà còn nghĩ xấu thím Tư. Bậy à nha, cái đó bậy à. Cái gì cũng phải từ từ à, cũng phải xác minh cho nó rõ ràng à. Chưa gì hết nghi người này người kia. Tội chết á, tội lúc đầu lúc cổ đó. Tại chiếc nhẫn ông tặng tôi quý quá à. Tự nhiên nó mất ngang không vậy, tôi nghi bậy bạ chút nữa mà. Nghi thì để trong bụng, chứ còn la làng lên kiểu đó. Mất mặt chú thím Tư, rồi bà con ở đây nè, ta nghĩ thím Tư thì sao? Tôi ăn nói sao đây? Bà biết bà con xẻo lá mình, tuy là nghèo nhưng mà từ xưa tới giờ có mang tay mang tiếng gì không? Cái xóm này có mất trộm mất cắp gì không? Nói cái gì mình cũng có suy nghĩ đắn đo cho đàng hoàng. Lớn rồi. Biết rồi, tôi cũng biết lỗi của tôi rồi. Cho nên là nếu mà chị không có thôi thì thôi, bỏ qua cho tôi xin lỗi. Mà tánh tôi sống nào giờ mấy chục năm nay, chị có thấy tôi lấy không có ai có món đồ gì chưa? Thì thôi, thì tôi xin lỗi rồi mà, bỏ qua cho tôi đi. Biết lỗi rồi, xin lỗi mà, đừng có giận nữa mà. Mà cũng tại ông, cầm đi thì nói đi, nói cho tôi biết. Đi cầm im ru không nói tiếng nào, ai biết được nào. Nói cái gì, bà đang ngủ. Tôi kêu bà gì, bà căng nhăn nhức đầu lắm. Trời đất ơi, ba má sanh đẻ làm sao mà đẹp trai dữ thần ôn trời. Không hiểu luôn á. Ê, tèo! Tèo! Quay! Làm gì vậy? Mày kêu tao hả? Thì ở đây tao, mày không lẽ kêu tao? Tao tưởng mày kêu ai, tao không có trả lời. Chở về em cái, hay cái chuyện gấp quá. Ây da! Ây da, đồng ơi! Sao tự nhiên tao nhức gân quá, không ấy, mày kiếm xe khác giùm tao đi. Ây da! Nhức xuống cái tay rồi chạy xe hết nổi rồi mày ơi. Gì tự nhiên nhức răng ngang xương vậy? Bây giờ ở đây có mình mày và tao kêu ai bây giờ? Đi. Trèo lên đi. Nhấc xe xuống chưa? Trèo lên đi rồi nhấc. Bạn đi, bạn đi. Cái gì nữa vậy? Đàn ông trai rồi cứ vịnh buông ra đi. Mày làm gì thân nhau mà. Tại mày cầm mấy cây kim tao sợ quá. Mấy cây kim này có cái gì đâu nè, nó còn mới cáo chưa có mở nắp nữa.
kim mới kim cũ thì tao cũng sợ chân mày ơi. Tao sợ bị kim chích lắm. Ông gì mà thiệt chứ. Rồi rồi nón bảo hiểm vô. Đợi nón này đi, nón này tao mới mua. Ngồi xa xa ra nghe. Rồi ba. Đừng có vịnh nghe. Không vịnh sao mày xuống. Rồi đi. Thiệt tình. Xa xa kìa. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao rồi? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi. Rồi gặp nhỏ nào á? Nhỏ nào? Cái gì nói thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Xin lại gọi lại sau. Tào lao, tổng đài á. Bực bội thiệt. Ủa mà có biết là nó hẹn ra làm gì không? Ai mà biết. Tự nhiên nó gọi tao. Ê ê ê, có chuyện gấp, miếng gấp rồi. Tự nhiên cái tắt luôn. Biết chuyện gì đâu. Không lẽ là có chuyện gì ta? Chuyện gì, chuyện gì? Hồi nó ra đi rồi biết. Ai biết chuyện gì? Tụi bay ơi, tụi bay, tụi bay, tụi bay. Cái gì vậy ba? Trụ đi nước đây. Đã khá không? Đỡ đỡ rồi. Lát tính tiền nha, cho nó luôn ruột hồng ơi. Giỡn hoài. Tao vừa gặp một chuyện ngàn cân treo sợi tóc. Trời, bình tĩnh lại. Chuyện gì nói nghe coi. Tao vừa mới chở thằng Long. Mày chở nó thì mày có khách thì mày có tiền thôi, chứ mày làm thế ghê. Giả bộ vô làm chuyện quan trọng để uống ly nước của tao hả? Cái gì vậy? Sao tụi bay tính mơ vậy? Trời đất ơi, tụi bay không biết là thằng Long nó là thành phần nguy hiểm, tệ nạn xã hội. Trời đất ơi. Rồi sao? Thì nó cầm cái. Mày điên hả? Cầm tay mày chi? Bộ nó yêu mày hả? Mày với tào lao á, nắm tay này nào. Nó đưa tao cái ông chích. Mà cái này là cái cây kim thôi đó. Còn cái ông chích bê lớn gì nè. Trời ơi trời, nó chích không phải là một cây. Nó cầm một nùi luôn. Ghê vậy. Cái nó còn khiều khiều tao nữa mày ơi. Ủa nó xài ống chích tới đồ sỉ luôn á hả? Tao chở nó, tao ngồi chạy xe mà tim tao đập đùng đùng thiếu điều. Tim muốn rớt xuống mương luôn á mày. Mà rốt cuộc mày có bị gì đâu? Thì tao thông minh mà. Tao thấy gì cái tao lấy điện thoại ra, tao gọi cho chú Hai liền. Con gọi đặng con nói với chú Hai là con sắp sửa chở thằng Long. Long xì ké á. Gì? Tao nhớ rồi. Gì? Tao nghe người ta đồn nó trên Sài Gòn đi ăn cướp người ta, rồi chích xì ke ma tí, ở tù mới về. Mày chạy xe ôm, coi chừng có ngà nghe không mày? Vậy là tao còn hên, nó chưa ăn cướp chiếc xe của tao. Mừng quá. Tèo tèo tèo. Cái gì? Mày đổi nghề đi. Tào lao. Tao nói cho mày biết, cái nghề là cái nghiệp. Tao là mắc cái nghiệp chạy xe ôm. Đâu phải ai muốn chạy xe ôm được như tao chạy được đâu. Chỗ anh em thương mày tao mới nói. Mày chạy xe ôm đâu có ổn định đâu. Kiếm cái nghề nào khác ổn định tao làm. Cái nghề gì mày nói nó nghe nó mới biết được chứ. Phụ hồ. Nó ổn định hơn, lương ngày. Thôi không được đâu mày ơi. Tao có biết làm gì với chổng đâu. Lỡ vô chổng xi măng cát đá khói bụi nó dính vô trong mặt, dính vô trong tóc tao rồi mất đi giấy đẹp trai của tao sao. Mày kêu ba dai đi theo chải đầu cho mày. Mày rảnh quá. Mà thôi, tao thấy là đổi nghề cũng phải là cách. Cái chuyện thằng Long xì ke, người trong xóm với nhau đi tới đi lui không lẽ không chạm mặt nhau, đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, giờ sao? Tính sao gì nữa? Gặp mặt là né chứ sao? Ê ba dai, câu cá hả? Ê, alo, dạ con nghe tía. Dạ con đang câu cá ở gần chỗ mé sông nhà mình á. Tía sáng nhà tía có khỏe không tía? Dạ khỏe hả tía. Dạ rồi. Ủa vậy ông Tám hàng xóm mình khỏe luôn hả tía? Dạ 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 con biết rồi. Vậy coi cậu mưa chừng nào lấy vợ tía. Ủa vậy hả? À, ở thằng Út, vợ Út đẻ con trai hai con gái gì tía? Con gái hả? Trời đã quá đã quá. Dạ dạ rồi rồi con biết rồi tía. À, dạ dạ dạ. Nó câu cá mà nào câu cá xong con về tía. Dạ rồi rồi. Dạ.
Ê, ê cha, bà Giai. Ê, mày điên hả? Mày đang câu cá đó nha. Mày thấy tao hả? Alo, dạ dạ con về tiếp. Dạ dạ con biết rồi, con biết rồi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Chứ chưa có cá mà. Dạ dạ dạ. Để coi coi, đây nấu gì ta? Tía, gà kho sả, vịt kho gừng. Anh Bích La thích vịt kho sả, gà kho gừng. Chết rồi, mình không hiểu. Gia đình này nó xộn lộn, ý lộn nó lộn xộn dễ sợ. Nấu rau luộc đi cho chắc. Anh Long. Ủa, Út Hân phải không? Trời ơi, xẻo lá này có mình em tên Hân rồi đó. Trời ơi, dạo này càng ngày càng lớn càng đẹp ra nha. Ủa mà lâu quá mới gặp anh luôn nha. Dạo này nhìn anh thấy gớm dễ sợ. Không phải, thấy anh đẹp trai dễ sợ. Bé khoái giỡn đâu. Mà anh về nào vậy? Anh mới vừa về được mấy hôm rồi. Anh về với tía má anh luôn hay sao? Đợt này anh về có một mình thôi à. Chắc anh ở đây luôn, anh không muốn lên Sài Gòn nữa. Còn anh ba lít sao rồi? Đi! Gì vậy? Đi! Đi đâu? Đi về, ba lít! Anh đang đi chợ mà! Nhà mình bữa nay không có ăn uống gì hết á, đi! Anh tào lao quá, tía mới xài em đi chợ! Tía mới điện cho tao nè, nó nhớ mày quá, bây giờ phải kêu mày về gấp, đi! Xạo không à? Mày không nhớ tao hả? Ai đây? Tao Long nè! Long nào? Long ngày xưa chơi chung với mày đó! Long nào tao? À, Long xì ke! Long nhà có chiếc ke. Thằng ê, chiều nay rảnh đi uống cà phê đi. Lâu rồi anh em mình không gặp nhau. Trời ơi, cái gì vậy trời? Anh bị gì vậy? Mày sao vậy? Không có gì hết. Thôi vậy ngày mai uống cà phê nha. Bận luôn. Ê, thôi ngày mốt đi. Bận luôn, lịch nguyên tháng này bận hết, không có ngày nào rảnh hết trơn á. Thôi vậy bữa nào tao rảnh tao qua nhà mà tao chơi nha. Chuẩn bị bán nhà luôn rồi. Ê, xạo bán nhà nào. Đi thôi nha. Đi về, đi. Trời ơi, có sao không vậy? Té chỗ nào tự tao đứng lên chỗ đó. Ê, anh Long. Anh lên. Út Hân. Anh làm gì vậy, anh bỏ em ra coi. Đau muốn chết luôn à. Ủa, tỉnh. Sao con nói đi chợ rồi sao không đi mà giờ quay về vậy? Thì con đang đi, gặp ảnh lâu con về. Sao lâu em về vậy? Bữa nay nhà mình khỏi có ăn uống gì hết trơn á. Lý do? Tía có biết nó đang làm cái chuyện gì không? Chuyện gì? Em có làm gì đâu. Nó nói chuyện với trai đó. Ê, em nói chuyện nào? Anh Long với bộ. Anh Long không? Tao thồn cái trắng trỗi vô họng bây giờ nè. Anh Long là anh Long nào vậy? Trời ơi, là cái thằng Long hồi nhỏ nó ưa chạy qua nhà mình chơi nè tía. Tía nhớ rồi. Cái thằng Long con của anh chị Sáu đó mà. Hồi đó nhà nó ở đây, sau này lên Sài Gòn rồi. Tía thấy mấy bữa nay hình như nó về đây nó thăm lại xóm cũ của mình phải không? Dạ. Cái thằng trời ơi. Vậy mà nó làm như là cái chuyện gì đâu. Thì anh em lâu lâu cái thằng kia nó về nó gặp con Hân. Hồi nhỏ nó ở đây nó cũng biết con Hân. Thì giờ nó gặp nhau anh em nó nói chuyện hỏi thăm nhau rồi vậy. Mày làm cái gì mà như là trái nhà vậy? Cái thằng làm hết hồn hết vía. Phải chi á, nó nói chuyện bình thường con không có nói. Tía có biết cái nickname của thằng đó là gì không? Là cái gì? Long xì ke. Long xì ke là sao? Trời ơi nè. Lú. Lú cái gì? Là nó chích xì ke hả? Dạ. Dạ thưa tía, vì cái sự an nguy của con quỷ nhỏ này. Ba cấm. Một, cấm mày nói chuyện với nó. Hai, cấm tới gần. Ba là để tao nhớ tao cấm mày sao. Nếu đúng ra mà nó vướng vô cái chuyện xì ke thì anh con nó cấm con nói chuyện với nó là cũng đúng đó con. Bởi vì người ta nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà ma túy là nó là đen là mực á. Thôi tránh ra cũng tốt con.
Chuyện này cũng lạ đó. Chứ tía nhớ hồi nhỏ ở đây là nó được tiếng là ngoan nhất sớm á. Còn anh chị Sáu hả, là gia đình rất là đàng hoàng, hiền từ lắm. Đâu có lý nào mà thằng nhỏ lại vướng vô cái đường xì ke ma tí ta. Con nói thiệt. Trời ơi, bây giờ nó lên thành phố rồi. Mà nơi thành phố á, là nơi phồn hoa, đô thị, nơi đó đầy cám dỗ hết. Nó ra đường là nó sẽ bị dụ dỗ. Hả? Tía thấy vậy nè, nếu mà thật sự nó vướng xì ke ma túy đó thì con coi con lựa lời, con khuyên can, động viên nó đi cai đi con. Hồi nhỏ tụi bay chơi thân với nhau lắm, tía nghĩ là con nói nó nghe đó. Ờ. Chị Tư, chị Tư, chờ tôi với chị Tư ơi. Ủa, chị Chánh, hey, đi chợ hả? Nói nghe, nói nghe. Nè, chị nghe gì chưa? Nghe gì? Trời ơi, thằng Long xì ke nó về mày đó. Tưởng gì chứ, tôi nghe nó về mấy bữa nay rồi. Trời đất ơi, nè tôi nói chị nghe nè. Nó chắc trên thành phố nó vợt cho nên nó mới trốn về quê đó. Trời đất ơi, nó về đây mà nó dụ mấy đứa nhỏ trong xóm của mình xì ke là banh cái xóm mình luôn á chị. Chị nói sao chứ, tôi thấy nó cũng tội tội. Trời ơi, tội cái gì chị ơi. Chị không thấy nó hả, thanh niên trai tráng gì đâu, người thì mỏng như cái tàu lá lúa vậy, xanh lè. Nó mà không xì ke mới lạ. Nói mà tôi cũng nổi hết da gà luôn nè. Chị nói nó mỏng. Chị nhìn lại chị có dày rồi chị Chánh. Trời ơi, chị thiệt á. Nhưng mà tôi là tôi lớn tuổi rồi, còn nó đang là thanh niên ngời ngời như vậy. Hồi xưa má của nó cũng chơi chung với tụi mình. Hơn nữa nó cũng trạc tuổi con hai nhái nhà tôi với con năm gạo nhà chị. Mình chưa có rõ thực hư ra sao thì mình khoan hả phán đoán nó dội chị. Chị nói tôi mới nhớ. Mà nè, sao nó về có mình ơn ta? Anh chị Sáu đâu ta? Dạ, con chạy 24, con chạy 29. Thấy chưa, lo đình chưa. Nhắc cái nó thấy liền đúng không? Chạy hả? Chào con. Chào con. Mà Long nè. Ủa, con còn nhớ thím tư với thím chín hả con? Trời ơi, cái xóm xẻo lá này ai con lại không nhớ. Tự nhiên thím hỏi vậy con buồn dễ sợ luôn á. Ừ, nếu nhớ về rồi mà không chịu qua nhà thím chơi. Rồi con tía má bị đâu sao không về? Dạ. Mà thôi, không muốn nói thì thôi, bữa nào rảnh á qua nhà thím tư chơi nghe không? Dạ. Con của con hai nhái á, lúc này nó cũng lớn mộn rồi đó con. Hai nhái là mẹ hả thím? Ừ. Thời gian trôi nhanh thiệt á. Nhớ ngày nào á, tụi con á còn chơi chung với nhau. Rồi con đi đâu đây? Rồi sắp cái gì đó? Dạ, con đi mua mớ đồ rồi mà. Thủy chừa, kim chích kìa. Làm gì vậy? Tránh ra cho em đi công chuyện con. Ôi. Nhúc nhích, cái chổi rớt xuống đất. Quýnh mày một cái. Mà sao? Quýnh, quýnh, đá. Tía gì vậy? Con bé tía nè. Mệt ghê. Trong mặt quá. Tao đang ngồi uống cà phê, chưa kịp uống một ly nước trà cho nó ngon miệng nữa, điện thoại giật giọng 1-2 kêu tía về giải quyết công chuyện. Về đây tại sao không nói mà mày đi vòng tao nhức đầu luôn á. Có chuyện gì nói coi. Không có chuyện, con kêu tía về làm gì? Chuyện gì? Thì con nhỏ này nè. Sao? Nhỏ này sao? Tía coi đi. Tía coi đi. Cái gì? Cái này là cái gì? Cái tay. Quên. Mày muốn chích hai tay kìa mày. Nè, tía thấy chưa? Cái dấu này là dấu chích. Thấy chưa tía? Con nói mà tía không có nghe con đó. Nó đi với thằng Long. Đó, bây giờ thằng Long rủ ghê nó chích xì ke nè. Thấy chưa? Vết này là vết mũi cắn. Mày chích xì ke. Tía, bây giờ mình dẫn đi xét nghiệm ADN đi tía. ADN là cái gì? ADN là cái gì? ANDN. ADN. Nè, bộ mày nghi ngờ á, nó không phải con tao, nó không phải là em của mày, cho nên muốn đi xét nghiệm ADN đặng xác minh được phải không? Ủa, ADN là xét nghiệm di truyền hả tía? Máu mủ di truyền. Rồi còn xét nghiệm mà ma tí ma chuột gì đó là mình xét nghiệm gì tía? Chút mà mày đặt nó chữ xét nghiệm cái đó là xét nghiệm nước tiểu. Đúng rồi, nước tiểu. Uống nước cho nhiều vô rồi tao dẫn mày đi xét nghiệm. Hai người quá à. Tôi đã nói cái vết này là vết mũi cắn mà. Hai người thích đi hai người đi đây.
Ừ, tính ra chợ, nhưng mà ra chợ kêu thợ về sửa ống nước, tự nhiên ống nước nhà tôi bị bể. Ủa rồi anh Tư đâu, sao chị không kêu ổng sửa? Thôi, ổng mới biết làm gì. Phải chi con hai nhái nó có chồng, mấy cái việc này kêu thằng rể nó mần cũng đỡ chị hen. Ủa, Tiến Tư em chính đi chợ hả? À Long, Tiến cũng tính ra chợ, nhưng mà kêu thợ về sửa giùm cái ống nước, tự nhiên ống nước nhà Tiến nó bị hư. Thôi, để con qua con sửa cho. Được không hả mày, biết làm không mày? Trời ơi, mấy cái việc đó con rành lắm. Mà con có bận công chuyện gì không mà qua Tiến mà sửa ống nước? À, hồi nãy con ra chợ, con mua một ít đồ, rồi cũng xong hết rồi. Gì vậy con, gì vậy con? Mày lên cơn giữa đường vậy đó hả? Ủa, cơn gì Tiến? Mày lên cơn, mày chích xì ke đó. Trời, con chích xì ke hồi nào? Vậy chứ mày lôn chích ra làm gì? Không phải là mày chích tại chỗ hả? À, mấy cái ống chích này là con mua về con chích cho đàn gà nhà con. Bữa giờ nó cứ bị bệnh hoài à. Rồi hai cái ống chích bữa trước. Dạ đúng rồi, con chích cho gà đó Thím. Ủa vậy nè, hôm nay giờ mày chích gà đó hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy mà tao tưởng. Thôi đi về nhà Thím sửa giùm tí ống nước. Thôi chị đi chợ mình chị đi nha. Nên đi về sửa ống nước cho tôi. Đi về con. Ờ Thím Tư. À Long, con sửa hết rồi đó. Xài được rồi. Xong rồi hả con? Dạ. Thôi ngồi uống nước đi. Giỏi ha, biết sửa ống nước được nữa ha. Mấy cái chuyện này chuyện nhỏ mà. Thôi, con về, bữa nào con qua con chơi với gia đình lâu hơn. Ủa, vậy chứ con không có về lại Sài Gòn à? Dạ, con về đang ở luôn rồi. Con về ở luôn? Dạ. Nghe Thím hỏi nè, sao mấy bữa nay không thấy tía má con về chơi vậy? Rồi mấy bữa trước Thím... Trời, bởi vì chẳng trách gì nhỏ tối ngày nó ru ru mình, nhìn nó giống như thằng nghiện xì ke vậy đó. Bởi tao nói thấy không, bà thiếu tiền thiếu bạc á, thì làm kiếm tiền lợi dễ, còn cha mẹ mà không có khổ lắm, sao kiếm được đúng không? Phải khổ không? Rồi nó không khéo được cái rồi mang cái bệnh trầm kha đó. Ủa, bệnh trầm kha là bệnh gì vậy không? Ủa, lộn, tôi lộn, bệnh trầm cảm. Trầm cảm? À, xì chét đó phải không? Không biết mày đặt dùng nhân chung chứ giữ vô xì chét. Ông nói cũng có hơn gì tôi đâu. Thôi, chết chiếc gì cũng kệ đi. Mà tôi hỏi nè, trầm cảm á là phải cái bệnh mà nó ít nói, nó sống cô lập một mình nó, rồi nó nghĩ quẩn, rồi cái nó đi tự tử đó phải không ông? Đó, là cái bệnh đó. Trời ơi, tôi chết rồi. Chết rồi, cũng may cho nó nghe ông. Cũng may là nó biết tìm về hàng xóm mình hen. Thôi, giờ tôi nói ông nghe nè, nó cũng như con nhái nhà mình. Thôi mình coi có gì thì giúp đỡ cho nó, để nó khỏi bị chát, với lại mà nó không có bị sa đọ vô cái tệ nạn ông ha. Bà nghĩ chắc cái người dân xẻo lá mình chắc dễ dính vô tệ nạn quá. Nói gì thì nói chứ làm gì. Trời, có sao không? Sao vậy? Làm gì? Nó làm đi. Trời ơi, trời ơi. Út Hân, em có sao không vậy? Đau quá à. Đâu, để anh coi coi. Ây da. Từ từ, cố lên. Chắc là bị chật chân rồi. Thôi, cố lên, để anh đi em về. Nhẹ thôi. Ui kìa, cái này kia vậy? Vô đi. Dạy con công chúa. Dạy con mẹ. Dạy kia, bên này để tía. Cái gì vậy? Cái người đánh vậy? Đừng có đánh nữa. Mày quay nữa. Tại sao? Mày dẫn cái gai vô nhà. Hả? Mày tù tiên đâu đi nữa. Hồi nào? Dẫn hồi nào? Ai coi mày trả lời? Hả? Mày thấy em tao dễ thương. Rồi mày vô. Mày nựng cho mày không? Tao có đâu? Trả lời hả? Phải không? Tao sao mày không trả lời? Ơi, với anh con á, nghe hết rồi. Nó hồ đồ vậy á, làm tiếng cũng liệu theo nó luôn. Vậy trời, ai cũng đổ thừa tôi chứ trời. Ủa mắc cười quá à. Không đổ thừa anh, đổ thừa ai? Anh Long có làm gì anh đâu mà anh làm gì mà kỳ thị anh dữ vậy? Nó chết xì ke. Tao chết xì ke nào? Ủa, vậy sao mọi người trong cái xứ xẻo lá này mà gọi mày có cái nickname là Long xì ke? Trời ơi, cái nick đó là mọi người thấy tướng tá của tao nó ốm rồi đặt cho tao là Long xì ke. Chứ tao chết xì ke mà hồi nào mày dám đi du khống tao chết xì ke. Bây giờ con á, bỏ nghe, mùa mốt đừng có bóp chợp như vậy nữa.
Thôi dẹp đi ba trai ơi. Trời đất ơi, muốn võ gì như mấy bà già xè tứ sắc mà cũng bày đặt mở lớp dạy võ, ai theo học vậy? Bởi ta nói nông cạn, quá là nông cạn, không hiểu biết một chút gì về võ học. Võ học thì đừng nên đánh giá vào bề ngoài của nó, mà phải biết đi sâu vào chiêu thức bên trong. Gặp chuyện rồi mới biết ai mạnh hơn ai à. Sờ, tao không học miếng võ nào nè, mà tao cũng bắt ăn cướp, dẹp ăn trộm, tề gian diệt ác, vượt qua bao nhiêu muôn trùng sóng gió, gian danh khắp cái xứ xẻo lá này. Mày hay quá. Rồi mày học võ như vậy rồi mày có vượt qua được mấy cái trận đòn roi của tía mày đâu? Đối với tía tao, để mà có thể đối phó được thì cần phải dùng một chiêu thức cao nhất trong võ học. Có tuyệt chiêu nữa hả? Đương nhiên rồi. Bí kíp hả? Cái mô cao thôi mà làm gì quyền bí gì vậy? Đó, quan trọng là chỗ đó. Em biết không, tía tao ông thai mấy cái đời roi rồi mà cái mô cao này tới giờ vẫn còn nguyên, mày hiểu rồi đó. Hay vậy. Cô ơi, cho tôi xin vài ngàn đi cô. Trời, anh còn khỏe hơn tôi nữa mà anh xin tôi. Cô thấy như vậy chứ, chứ bệnh tùm lum mà cô ơi. Đây anh. Cảm ơn cô. Cô Hồng ơi, cô Hồng. À, nhái. Cho tôi xin ít tiền đi cô. Cô cho con mượn 5.000 đi, con còn tiền chẳng không. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Ừ. Ủa sao nay tự nhiên xóm mình có ăn xin vậy cô? Ừ. Thấy lạ quá à. Chắc ở đâu mới tới á. Ừ. Làm gì ở trển vậy? Đợi chút. Anh làm gì ở trển vậy? Ủa, em kêu anh là gì? Anh cò. Thì cò thì phải ở trên cây chứ. Anh mang quá. Ủa mà anh đi đâu đây? Nãy anh qua nhà, má em nói em đi mua cà phê. Cái anh nghe cà phê, cái anh tự nhiên thấy thèm cà phê. Anh định chạy qua mua cà phê rồi, rồi sẵn gặp em luôn. Chỉ em cái cách trồng lúa giống mới á. Ờ vậy anh đi đi. À. À đúng rồi, nhưng mà chút nữa nhớ quay lại nhà tôi nha. Anh chỉ cho tôi cái vụ hồi bữa đi hội thảo á. À. Tự nhiên hồi bữa đó tôi bận quá tôi đi không có được. À. Đi đi. Ừ. Thôi tôi về tôi lo cho thằng con tôi để tía má dẫn với nhà cô ba chơi. Ồ, ê khoan. Hả? Nói vậy là có mình nhái ở nhà. Ừ. Thôi vậy mình về nhà luôn đi. Gì? Đi qua bển có gì anh nói cho em nghe luôn, với lại anh cũng đâu có phái cà phê đâu. Thôi mình đi. Ừ thì thôi đi, nhiều chuyện quá. Đó. Ừ. Hiểu không? Ừ, bây giờ mới hiểu luôn á. Ừ, cũng dễ hiểu ha. Ừ. Nhưng mà bữa đi hội thảo không có nhái. Ừ, tôi sợ tôi nhớ không hết rồi về kể bậy bạ thôi, quay lại cho chắc ăn. Cảm ơn mấy cò nha. À quên nữa ha. Ừ. Hôm bữa cái vụ chế chồng của nhái á. Ừ. Mình
tôi đụng nhái ở bề ruộng á, gớt cái vỏ nhái rồi gớt luôn chiếc vòng. Tôi định lụm về đưa nhái mà cái bà Sáu bà hồ đồ, bà tưởng đâu tôi tặng bà, cái bà lấy bà đeo, trời làm tôi quê sệ nhái dễ sợ, sợ người chết luôn. À, là cái vụ hồi bữa hả? À. Trời ơi, tôi không có để ý đâu. Bây giờ cái mua lại đàn nhái nè. Anh đền cho tôi hả? À. Lấy đi, đừng ngại. Thôi, tôi lấy ba cái thôi. À, cũng được á. Tại vì cái này nó đẹp. Bữa đi hội thảo á, da cũng quẩn quẩn nè. Thấy cái bà bán đồ quà lưu niệm, cái nhớ chật lại vụ mà chiếc vòng của nhái. Cái hồi sẵn tiện mua đền nhái luôn, sẵn với thêm tặng nhái nữa. Hồi bữa anh tôi làm rớt có cái vòng à, trả một cái thôi, đưa gì nhiều vậy nè, thôi lấy đi. Không nó phải vàng chứ có phải vàng đâu mà. Thì không biết nhái thích cái nào nên mua nhiều thứ để cho nhái lựa luôn. Thôi, nếu mình nó màu vàng có phải bằng vàng đâu mà lấy hết làm gì hả? Không lựa được cái nào lấy, còn không thì lấy hết luôn cũng được. Đi vô đây. Ông ngồi đi. Ông ngồi ở đây đợi nha. Tôi xuống bếp coi có gì ăn ông tôi đem lên cho. Dạ. Ăn đi, tôi mới nấu không đó. Coi chừng nóng nha. Nhà không có nấu cơm hả cô? Hết cơm mất tiêu rồi. Ông ăn đỡ cái này đi. Chứ bây giờ chờ cơm lâu lắm. Ông uống nước đi. Dạ, cảm ơn cô. Ủa mà sao ông đi làm ăn xin vậy? Tôi già cả bệnh hoạn, con cái tôi nói tôi phiền phức, nó đuổi tôi đi. Vô ơn vô nghĩa mà. Không, tôi không phải nói ông, ý là tôi nói con của ông á. Con với... Ủa ông đâu rồi ta? Không lẽ đi rồi? Đi cũng nói một tiếng nữa. Mở cửa ra, tao mà thoát ra được là mày chết với tao á. Ông ơi, chờ chết đi. Ông chết chắc rồi. Ông ở trong đó chờ chết đi. Mở cửa ra cho tao. Mở cửa cho tao. Tao thoát ra được là mày chết với tao. Tốt hơn ông đi ra đây đi. Ông ra đây đi. Tôi sống chết với ông luôn. Cái loại cướp ăn trộm. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Tao mà thoát ra được là mày chết với tao đó. Bố người ta, ăn trộm. Mở cửa ra.
mở cửa ra. Tao mà thoát ra được là mày chết với tao đó. Tao đi làm có ai ở nhà đâu mà kêu. Giờ sao trời. Tao mà thoát ra được là mày chết với tao đó. Ôi, mày còn anh nghe máy đi. Trời ơi, đâu rồi? Sao mà những lúc tôi cần anh là anh không có gì nè. Trời ơi, chết rồi giờ sao? Mở cửa ra. Tao mà thoát ra được là mày chết với tao đó. Vũ, sao Vũ? Đúng rồi, Vũ. Vũ ơi, bà nghe máy giùm tôi đi, tôi năn nỉ bà đó. Tía má tôi cũng có ở nhà này, Vũ ơi. Vũ. Tao thoát ra được là mày chết với tao. Ông bà, ông ra đây đi. Tôi bán xong bán chết chồng luôn. Ông ra đi đi. Chết với tao. Ông đừng tưởng tôi là đàn bà con gái là không đánh lại ông nha. Sao những lúc nguy hiểm nhưng mai tới cứu tôi gì trời. Trời ơi, sắp phá bánh cái cửa phòng ra rồi. Có chuyện gì vậy? Mày dài ơi, cứu em. Chị mà la dữ vậy? Em chờ, em nhốt ở trong phòng rồi. Ở đâu, ở đâu? Trong phòng á. Trong trộm hả? Nhanh, có trộm. Lẹ lên. Anh chạm đâu? Ở trong phòng á, em nhốt ở trong phòng rồi. Em yên tâm đi, có anh ở đây rồi, không sao hết. Vô mở cửa anh vô anh thử đó. Ê, để tao. Cái thằng làm tràng, bà dài lên. Để tôi cho. Cái chuyện quan trọng vậy phải để bà gia xử lý mới được. Gì vậy? Ủa sao ông núp vậy? Vô đi. Thời cơ chưa tới, cứ từ từ. Trời ơi, cái thằng lẹo mép giận nổi không lên. Với lại đứng ngay ngoài gì chờ vậy hả? Sợ. Nó mà ra em quýnh mặt nó. Đây tráng ăn trộm hả? Bắt đầu. Quay đi. Đừng có chạy. Nè, tại sao thanh niên trai tráng mà giả dạng ông già đi ăn cướp ăn trộm người ta? Nè, cũng hên cho ông á là mấy người này cản tôi, chứ không á một chiêu thôi là ông game over liền biết chưa? Trời, hồi nãy mà ông làm cái gì mà tổn thương hai nhái một cái ha? Đó, không nói nhiều nữa. Bây giờ là quýnh ông đi rồi cho chuột. Thôi. Anh đừng làm vậy. Bây giờ mình quýnh người ta là mình sai á. Với lại mình cột ống giày rồi, ông có thoát được đâu. Ừ, vậy thôi mấy đứa bay giặt ra, để tao lấy điện thoại tao quay clip, tao đăng lên trên Facebook, ba cho người ta biết cái mặt của ông này là ăn cướp ăn trộm, cho người ta tránh xa. Người ta nói đây là cái cách để mà phòng chống trộm cướp thời đại 4.0. Hay, làm đi. Hay nhưng mà xàm xí. Ủa sao xàm xí? Thời đại 4.0 là người ta phải áp dụng vật lý, toán học, hóa học, sinh học, cấp hợp cả 4 cái từ không biến thành có mới là 4.0. Đúng là đồ nhà quê. Ai biết đâu, thì tao thấy trên Facebook người ta nói vậy đó. Ông kia, ông ở đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi? Tại sao biết bao nhiêu nghề ngoài kia không làm mà vô đây lừa lọc người ta là sao? Anh có biết là hả, anh là đàn ông con trai mà anh đi lừa phụ nữ là anh hèn mạt, anh nhục nhã lắm không? Tôi xin lỗi cô. Lúc đầu á, tôi chỉ tính xin tiền cô thôi. Nhưng tôi thấy cô nhiều tiền quá, nổi lòng tham, nên tôi mới đi theo cô về nhà. Thôi, bây giờ không có nói nhiều nữa, đưa lên xã cho người ta xử lý. À, đúng rồi, đưa lên xã đi. Đưa lên xã. Cô đừng đưa tôi lên ủy ban mà. Tôi xin cô mà, tha cho tôi đi cô. Ăn xin thì lo ăn xin đi, bà đặt giả người già để ăn xin chứ dạ. Giả làm người già, mới dễ xin anh ơi. Trời ơi, bây giờ ông khai thiệt tôi đi. Ông theo dõi hai nhái từ khi nào? Nói đi. Khai đi.
Nói. Thật ra là hồi nãy ông theo dõi hai nhái là tôi thấy cái bóng dáng của ông rồi. Bởi vậy tôi mới kêu ông Tèo này với ba giai qua đây hợp sức đối phó với ông á. Nhái ở nhà đi, để tụi anh đưa ông lên xã. Ê! Ê! Cô ơi! Bỏ tật cho ông cướp. Mấy anh ơi, tha cho tôi đi. Tía tôi đang bệnh nặng ở nhà. Ông đợi tôi em tiền về mua thuốc cho ông uống á. Ủa? Bác nhà bệnh hả anh? Bác bị bệnh gì vậy? Nặng không? Bệnh nặng lắm, đủ bệnh hết rồi. Đi, rồi đi ăn xin lừa đảo người khác. Tôi thiếu nợ nhiều quá. Bây giờ á, không ai cho tôi mượn nữa đó. Sao ông qua tôi hỏi? Thì tình nghèo mắc cái eo không? Tôi xin cô tha cho tôi đi. Tôi lỡ dại dột. Má tôi chết rồi. Còn có mình tía tôi à. Giờ tôi mà ổng đem tiền về mua cháo cho ổng á. Ông mà chết á, tôi cũng biết sống với ai nữa. Nghèo mà còn gặp phải cái eo. Cô với mấy anh á, đừng có đưa tôi lên ủy ban xã nha. Với lại đừng cho người lớn biết. Tía tôi ổng mà hay á, chắc là ông đột tử ông chết liền á. Giờ người ta vậy rồi tính sao? Thôi được rồi, giờ ông đi chạy xe ôm với tôi đi, đừng có ăn trộm ăn cướp nữa. Ừ, đúng rồi á. Anh cho tôi mượn xe đi mần nha. Nghỉ vẻ luôn đi. Không ấy vậy qua bên tôi phụ nuôi heo đi. Cái gì á, tôi mần cũng được á. Nhưng có điều. Gì nữa? Sáng cho tôi tới trễ, chiều cho tôi về sớm nha. Thôi nghỉ vẻ luôn đi. Thôi em thấy vậy nè, em thấy chuyện này cũng nhỏ thôi, chứ dù gì em cũng chưa mất tiền nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là mấy anh vô sửa cửa giùm em đi. Này ông đập phá hết trơn rồi, tí em mà về biết cái ông giết ông chết luôn á. Nên vô sửa cho. Ê! Ông chạy xe ôm em biết sửa cửa không? Để tôi, để anh sửa cho. Vô sửa đi mày. Thôi, cái cửa này á, tôi làm hư, để tôi sửa cho. Ông sửa đi, với lại tôi cũng đâu biết sửa đâu. Mày lanh quá. Cảm ơn anh Ba Gia nha. Nhờ anh biết võ mà đã cứu giúp em trong những lúc tình huống nguy hiểm như vậy. Võ thuật không chỉ là để phòng vệ, mà còn là cách để rèn luyện thân thể, trí tuệ, diệt gian trừ tà, xử lý những kẻ mạnh hiếp yếu. Rồi đây, người người ở Xẻo Lá sẽ dùng võ thuật để bảo vệ xóm làng.